Hộ hoa cao thủ tại đô thị, Hạ Thiên. Tập 173. Hạ Thiên sửng sốt, chợt nhớ đến bây giờ hắn chỉ có thể sử dụng đệ tứ châm, không cách nào nâng Nhiếp Tiểu Lý lên kim đan kỳ. Thôi được rồi, Nhiếp Tiểu Lý sợ Hạ Thiên khó xử, liền chủ động nói ta cũng không có năng lực và dã tâm lớn đến như thế. Có thể tiếp quản Nhiếp gia là được rồi. À, lúc này, một bóng người từ bên trên lao xuống, lao thẳng đến chỗ Hạ Thiên. Hạ Thiên nghiêng người né tránh, người kia liền rơi xuống đất. Ngươi không chết sao? Hạ Thiên nhìn bóng người kia một chút, không khỏi lạnh nhạt nói. Này, các ngươi chẳng có nghĩa khí gì cả. Người đến chính là Kim Ti tỷ tỷ. Nó tức giận mắng, các ngươi ném ta một mình ở đó. Nếu không phải ta có bản lãnh, ta đã bị quái thạch giết chết rồi. Hạ Thiên nhếch miệng, ngươi không phải người, cho nên chúng ta cũng chẳng ném ngươi một mình ở đó. Chẳng lẽ khỉ thì không được, khỉ thì không có nhân quyền sao? Kim Ti tỷ tỷ càng thêm tức giận, ngươi hãy bồi thường tổn thương tâm linh của ta đi. Mặc kệ ngươi, Hạ Thiên ngáp một cái, không rảnh nói nhảm cùng với một con khỉ. Kim Ti tỷ tỷ tức giận nói với Hạ Thiên, nếu ngươi không bồi thường cho ta, ta sẽ quấn lấy ngươi. Ngươi đi đâu, ta cũng sẽ đi theo đó, ngươi cũng đừng hòng tán gái nữa. Ngươi muốn ăn đòn đúng không? Hạ Thiên khó chịu nói, ngươi đừng tưởng ngươi là khỉ thì ta không đánh ngươi. Kim Ti tỷ tỷ hung hăng trừng mắt, ngươi mới là khỉ đấy. Nàng ấy thật sự không phải khỉ. Hoàng Y chen vào, nhưng cũng không được tính là con người. Ngươi nói vậy là có ý gì? Nhiếp Tiểu Lý nghe xong, không khỏi cảm thấy kỳ quái, chẳng lẽ ngươi biết lai lịch của nàng ấy? Hoàng Y gật đầu, biết một chút. Ngươi biết ta là ai? Ngươi mau nói đi, mặc dù Kim Ti tỷ tỷ nhìn có chút điên điên khùng khùng, nhưng lại vô cùng quan tâm cơ thể của mình, ta rốt cuộc là khỉ hay là người, hay là cái gì khác nữa? Hoàng Y nhớ lại một lúc, sau đó nói, cụ thể là ai, cái này ta không biết chính xác. Năm đó, Xích Nguyệt và người thần bí kia đã từng làm một số thí nghiệm ở đây, chính là từ kẽ nứt thời không ngẫu nhiên bắt lấy một số người hoặc linh thú, sau đó tiến hành dung hợp linh hồn mà bọn họ đã chuẩn bị từ trước. Thí nghiệm này tiến hành rất lâu, nhưng thành công lại không nhiều. Theo ta được biết, chỉ có chưa đến 10 trường hợp thành công. Vậy tại sao bây giờ chỉ còn có một mình nàng ta? Nhiếp Tiểu Lý hỏi. Kim Ti tỷ tỷ gãi đầu một cái, nhớ lại một chút ký ức, hình như là có chuyện như vậy. Lúc đó ta đích thật có một số đồng bạn, ta nhớ có một con khỉ lớn miệng rất nát, về sau thì không thấy đâu. Bởi vì 40 năm trước có người xâm nhập qua nơi này, còn làm loạn một trận. Hoàng Y cảm thán nói, không có người thần bí kia trợ giúp, Xích Nguyệt hoàn toàn trấn không được tràng diện, dẫn đến đại sự xảy ra. Mấy vật thí nghiệm chết hết, người hẳn là người còn sống cuối cùng. Kim Ti tỷ tỷ lắc đầu, cau mày nói, cũng không tính là người sống sót. Ta nhớ có người đã cứu ta, sau đó muốn mang ta đi nhưng ta lại không có cách nào ra ngoài. Ta rời khỏi linh khí Hoàng Sơn, ta nhất định sẽ chết. Bây giờ linh khí Hoàng Sơn thiếu đi 2/3, ta cũng chỉ kéo dài hơi tàn mà thôi. Sao? Nhiếp Tiểu Lý nghe xong, bỗng nhiên nghĩ đến một ý tưởng, nàng vẫy tay với Hạ Thiên. Hạ Thiên lập tức đưa lỗ tai sang. Ngươi có thể đưa một nửa linh khí Hoàng Sơn cho Kim Ti tỷ tỷ được không? Nhiếp Tiểu Lý nói. Hạ Thiên suy nghĩ một chút, sau đó đáp, cũng không phải là không có khả năng, nhưng vợ tiếp viên hàng không, nàng nhất định phải cho con khỉ này sao? Nhiếp Tiểu Lý chậm rãi nói thế nào nàng ấy cũng là người bị hại, hơn nữa nếu nàng ấy không có linh khí Hoàng Sơn tẩm bổ, nàng ấy cũng không thể sống nổi quá lâu. Chúng ta đưa linh khí cho nàng ấy, để nàng ấy lưu lại nơi này làm sơn thần. Ta thì không quan trọng, vợ tiếp viên hàng không, nếu nàng đã quyết, ta làm theo là được. Hạ Thiên lười biếng ngáp một cái, cũng không dị nghị đối với ý kiến của nàng. Nhiếp Tiểu Lý lại do dự, ta làm như vậy có phải không đủ thận trọng hay không? Nếu chẳng may nàng ấy giáp tâm không tốt, chẳng phải ta là tội nhân thiên cổ sao? Yên tâm đi, con khỉ này không có ý đồ xấu đâu. Hạ Thiên nhìn con khỉ lông vàng, sau đó nói, nếu có, ta sẽ khiến nàng ta biến mất. Kim Ti tỷ tỷ nghi hoặc nhìn hai người, vì sao hai người các ngươi lại dùng ánh mắt này để nhìn ta? Không phải các ngươi muốn ăn ta chứ? Ta cảnh cáo các ngươi, tuyệt đối đừng làm loạn, ta là động vật được bảo vệ, ăn ta là phạm pháp.
ai muốn ăn ngươi, thôi đừng chém gió nữa. Hạ Thiên nhếch miệng nói, vợ tiếp viên hàng không muốn ngươi làm sơn thần Hoàng Sơn, ngươi có làm hay không? Làm sơn thần, có ý gì? Kim Ti tỷ tỷ không hiểu. Hạ Thiên hờ hững nói, chính là ở cùng tên ngớ ngẩn này, ngoan ngoãn làm sơn thần Hoàng Sơn. Vậy ta có chỗ tốt gì? Kim Ti tỷ tỷ cau mày, lắc đầu biểu hiện từ chối. Chỗ tốt chính là ta rót một nửa linh khí Hoàng Sơn cho ngươi, Hạ Thiên đáp, có thể hấp thu được bao nhiêu còn phải dựa vào chính ngươi. Trong đầu Kim Ti tỷ tỷ lập tức vận chuyển, ánh mắt cũng không ngừng chuyển động. Một lúc sau, Kim Ti tỷ tỷ mới gật đầu, được, vụ mua bán này, ta làm. Cứ quyết định như vậy đi. Hạ Thiên cũng lười lãng phí quá nhiều thời gian ở phương diện này. Hắn lấy ra kim châm có hình hoa văn rồng xanh đen, đang chuẩn bị đâm tới mi tâm Kim Ti tỷ tỷ. Bỗng nhiên, một âm thanh hùng hồn vang lên trên đỉnh đầu, khoan đã, ngươi dừng tay cho ta. Linh khí này là vật của Hoàng Sơn, là đồ của Nhiếp gia, sao có thể đưa cho người khác chứ? Một lão hòa thượng giống như từ trên trời giáng xuống, mang theo khí thế hùng hồn vọt thẳng đến trước mặt đám người Hạ Thiên. Mặc dù lông mày lão hòa thượng bạc trắng, nhưng cơ thể một chút cũng không già, eo gấu lưng hổ, cầm theo một cây thiền trượng, chẳng khác nào kim cương La Hán hàng yêu phục ma. Đằng sau lưng ông ta còn có 4-5 hòa thượng thanh niên khỏe mạnh, trong tay cầm côn bổng, có 1-2 người nhìn rất quen mắt, hình như là Minh Cát, Minh Khổ lúc trước bị Hạ Thiên đạp bay, nghĩ không ra lại gặp lại. Tam bá gia, ông, sao ông lại đến đây? Nhiếp Tiểu Lý nhìn thấy lão hòa thượng cao lớn mày trắng, gương mặt hiện lên sự kinh ngạc. Lão hòa thượng mày trắng trừng mắt nhìn Nhiếp Tiểu Lý, ngươi còn mặt mũi hỏi câu này sao? Ngươi cấu kết người ngoài, mưu đoạt linh mạch Hoàng Sơn, ngươi không đáng sống trên đời này. Làm nhục môn phong Nhiếp gia, vì sao ngươi còn không đi chết đi? Không hổ là lão gia hỏa 70-80 tuổi, mở miệng ra là giọng điệu tràn ngập phong kiến. Có thể nói ra mấy lời hôi thối như vậy cũng chỉ là phát huy bình thường. Lão Bạch Si, ngươi muốn chết đúng không? Ngươi dám mắng vợ tiếp viên hàng không của ta? Hạ Thiên nhướng mắt, khó chịu nhìn lão hòa thượng. Lão hòa thượng mày trắng nghe xong, gương mặt hiện lên sự khinh miệt, lạnh lùng nói, ngươi chính là đồ đệ của Trương Minh Đà. Ngươi tên gì nhỉ? Tiểu tử Nhiếp Hồng Phi đã từng nói tên của ngươi với ta. Hồi phương trưởng, hắn tên Hạ Thiên. Minh Cát hòa thượng sau lưng vội vàng lên tiếng nhắc nhở. Đúng. Là Hạ Thiên, lão hòa thượng mày trắng gật đầu, lại nói tiếp, dám đánh đồ đệ của lão nạp như vậy, hôm nay, cho dù ngươi quỳ trên mặt đất dập đầu cầu xin tha thứ cũng đừng hòng ta bỏ qua cho ngươi. Hạ Thiên nhếch miệng, đầu óc ngươi có bệnh sao? Ngươi nên chậm rãi quay về chờ chết, ít nhất còn có thể sống thêm 1-2 ngày. À, ngươi còn dám nguyền rủa Phật gia gia của ngươi. Lão hòa thượng mày trắng hừ lạnh một tiếng, hai tay duỗi về phía Hạ Thiên, tuy nhiên. Bây giờ lão nạp không rảnh đánh chết các ngươi. Các ngươi giao linh mạch Hoàng Sơn đã lấy đi vừa nãy, ta có thể tạm thời miễn chết cho các ngươi. Linh mạch Hoàng Sơn cũng không phải của ông. Nhiếp Tiểu Lý nhịn không được phản bác, cho dù phải trả, cũng là trả cho Hoàng Sơn. Lão hòa thượng mày trắng giận dữ, bắt đầu khiển trách, nơi này nào có phần cho ngươi lên tiếng. Ngươi cầm miệng lại cho ta. Nói xong. Một bàn tay to như cái quạt hương bổ đập vào mặt Nhiếp Tiểu Lý. Bốp! Lực đạo này ngay cả đá cũng có thể bị đánh nát. A! À, quả nhiên, nửa giây sau, chỉ thấy hòa thượng tên Minh Cát kêu thảm một tiếng, bỗng nhiên ôm mặt ngã xuống, đau đến ngất đi. Sao? Lão hòa thượng mày trắng nhìn thấy tình huống này, không khỏi ngẩn người, lập tức nhìn chằm chằm Hạ Thiên, là tiểu tử ngươi dở trò quỷ. Năm đó, Trương Minh Đà cũng có thủ đoạn tương tự. Quả nhiên ngươi là đồ đệ của hắn ta, ngay cả chiêu thức âm hiểm cũng giống nhau như đúc. Hạ Thiên lười biếng ngáp một cái, khinh thường nói, cho nên ta mới nói đầu óc ngươi có bệnh, rõ ràng không giống nhau mà ngươi một chút cũng không nhìn ra. Đại sư phụ dùng chính là hình thức như ảnh tùy hình bên trong quỷ môn cửu châm. Loại châm pháp đó quá lạc hậu, khi ta 9 tuổi đã không thèm học. Ha ha, ngay cả nói chuyện cũng rất thích nổ vang trời. Lão hòa thượng mày trắng cười lạnh không thôi, năm đó, Trương Minh Đà đã giết không ít tộc nhân của ta, hôm nay, ta sẽ đòi lại chút lợi tức từ trên người của ngươi. Hạ Thiên lắc đầu, đám ngu ngốc các ngươi đang sợ. Có thù mà không dám báo, chỉ biết tìm tiểu bối của cửu nhân mà ra tay. Tuy nhiên,
đáng tiếc là ta mạnh hơn sư phụ của ta gấp trăm lần. Ngươi đang tìm chết đấy. Vậy thì phải nhìn xem là ai chết. Lão hòa thượng mày trắng không còn kiên nhẫn, nói với hòa thượng thanh niên sau lưng, bày trận, thất lục tuyệt khai thiên trận. Bởi vì Minh Cát hòa thượng đã bất tỉnh, chưa thể tỉnh lại được, cho nên thất tuyệt chỉ có thể biến thành lục tuyệt. Tuy nhiên, lão hòa thượng mày trắng cảm thấy thiếu một người cũng không quan trọng. Dù sao ông ta cũng không cho rằng Hạ Thiên có bao nhiêu thực lực. Năm đó, Trương Minh Đà cũng chỉ có y thuật, châm pháp lợi hại, còn võ công thì rất bình thường. Đồ đệ mà ông ta dạy dỗ ra có bao nhiêu sức chiến đấu chứ? Trận này yếu đến mức ta khinh thường ra tay. Hạ Thiên thật sự không hứng nổi để đánh, liền quay lại nói với Khỉ Lông Vàng, này, hầu tử, chỉ cần ngươi đánh thắng đám ngu ngốc đó, ta chẳng những trả linh khí Hoàng Sơn cho ngươi, mà còn chỉ cái đầu cho ngươi. Nói không chừng ngươi sẽ khôi phục lại ký ức. Ngươi nói thật à, Kim Ti tỷ tỷ lập tức có sinh khí. Nó chỉ vào Hạ Thiên, không cho phép ngươi đổi ý. Hạ Thiên nhếch miệng, ta chẳng có hứng thú đi lừa gạt một con khỉ. Cứ quyết định như vậy đi. Kim Ti tỷ tỷ vui mừng quá đỗi. Bây giờ, ước muốn duy nhất của nó chính là khôi phục lại ký ức, ít nhất cũng phải nhớ mình là ai, đến từ chỗ nào. Bằng không, nó hoàn toàn biến thành khỉ mất. Lão hòa thượng mày trắng đưa tay chỉ một cái, quát lớn với đệ tử, không cần phải để ý đến nó, cùng nhau thu thập hết. Sáu hòa thượng thanh niên lập tức lĩnh mệnh, nhanh chóng tản ra, bao vây Hạ Thiên và Kim Ti tỷ tỷ cùng một chỗ. Về phần Hoàng Y, Ninh Nhụy Nhụy và Nhiếp Tiểu Lý, tu vi hoàn toàn không đủ, không cần phải để vào mắt. Đương nhiên, lão hòa thượng mày trắng cũng chú ý đến Hoàng Y, chỉ là ông ta có ý định khác, cho nên tạm thời không để ý đến. Côn lên, hợp trận. Minh Khổ hòa thượng mặt mũi vẫn còn sưng vù bỗng dưng hét lớn, vung côn bổng trong tay, thọc vào hậu tâm Hạ Thiên. Hạ Thiên đứng im không nhúc nhích, thậm chí nhìn cũng không thèm nhìn. Quá tốt rồi. Lần này còn không đâm chết ngươi. Minh Khổ hòa thượng hiển nhiên muốn thừa cơ báo thù riêng, cho nên tuyệt không lưu lực. Tuy nhiên, cây gậy mà hắn ta chọc ra còn chưa chạm phải Hạ Thiên đã bị Kim Ti tỷ tỷ nhẹ nhàng bắt lấy. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Cái này, gương mặt Minh Khổ hòa thượng hiện lên sự kinh ngạc, ngươi có thể bắt được gậy của ta. Gậy của ngươi nặng lắm sao? Vì sao lại không bắt được? Kim Ti tỷ tỷ chừng Minh Khổ hòa thượng một cái, sau đó quay người dùng cái đuôi quét hắn ta ra ngoài. Những người khác nhìn thấy, cũng tùy cơ ứng biến theo, năm côn sắt từ nhiều hướng đánh tới Kim Ti tỷ tỷ. Nàng ấy có khi nào bị nguy hiểm hay không? Nhiếp Tiểu Lý nhìn tình huống, không khỏi có chút bận tâm. Hạ Thiên thản nhiên nói, vợ tiếp viên hàng không, nàng yên tâm đi. Bọn họ còn chưa phải là đối thủ của con khỉ cái kia. Người thật sự nguy hiểm cũng không phải nó mà là. Là ai? Nhiếp Tiểu Lý nghi hoặc hỏi. Đương nhiên là hắn ta. Hạ Thiên quay người chỉ về phía Hoàng Y. Nhiếp Tiểu Lý lập tức quay người nhìn sang, đột nhiên nhìn thấy lão hòa thượng mày trắng không biết từ lúc nào xuất hiện sau lưng Hoàng Y, không khỏi cả kinh kêu lên, cẩn thận, đằng sau ngươi kìa. Cái gì? Trong lòng Hoàng Y run lên, cũng cảm nhận được nguy cơ sinh tử, không khỏi biến sắc. Nhưng hắn ta muốn tránh cũng đã muộn. Muốn tránh à, muộn rồi. Trong lòng bàn tay lão hòa thượng nổi lên hắc khí, bỗng dưng biến trưởng thành chảo, trở tay bóp vào cổ họng Hoàng Y. Hoàng Y bi phẫn không hiểu, nếu không phải hắn ta bị nhốt mấy trăm năm, thân hồn không còn như trước, làm sao hắn ta có thể bị một phàm nhân bắt được chứ? Ha ha, ma long kia không còn nữa, ta cũng không để cho ngươi chạy thoát. Lão hòa thượng mày trắng sau khi đắc thủ, cười gằn một tiếng, tuy nói linh khí trong cơ thể ngươi chỉ còn 1/3, nhưng cũng đủ cho ta hưởng thụ. Nhiếp thị các ngươi, từng thế hệ đều thụ ân trạch Hoàng Sơn, các ngươi đang lấy oán trả ơn sao? Hoàng Y phát hiện mình không thể tránh thoát được tay của đối phương, không khỏi kinh hãi, ngươi học thủ pháp cấm hồn này của ai vậy? Lão hòa thượng mày trắng cười một tiếng, tất nhiên là vị đại nhân kia dạy. Ngươi không phải đã lĩnh giáo qua thủ đoạn của ông ta sao? Quả nhiên lại là ông ta. Hoàng Y căm hận không thôi, tuy nhiên, ngươi đừng có đắc ý. Ông ta chẳng qua chỉ lợi dụng Nhiếp thị các ngươi mà thôi. Sau khi chuyện thành công, các ngươi chắc chắn sẽ chết trong tay ông ta. Lão hòa thượng mày trắng thản nhiên nói, hừ, lão nạp đương nhiên biết, nhưng chỉ cần ta hấp thu ngươi sạch sẽ,
đến lúc đó ai giết ai còn chưa nhất định. Lại là một tên ngớ ngẩn. Hạ Thiên nghe xong, không khỏi bật cười, vợ tiếp viên hàng không, nàng muốn quản lý Nhiếp gia, nàng nhất định phải thanh trừ hết loại đầu óc có bệnh này. Ha ha, ngươi còn muốn chấp trưởng Nhiếp gia? Tiểu nha đầu, ngươi thì tính là gì chứ? Lão hòa thượng mày trắng vô cùng khinh thường nói, Nhiếp gia là của ta. Chờ tu vi ta phục hồi, đột phá thêm mấy cảnh giới, đến lúc đó ta sẽ làm thịt cẩu vật Nhiếp Vân Thiên, leo lên vị trí gia chủ. Nhiếp gia dưới sự chấp trưởng của ta, tất sẽ trở thành gia tộc đệ nhất toàn cầu, cần chi phải ủy khuất ở một cái nơi rách nát như thế này. Hoàng Sơn không phải nơi rách nát là ngươi đấy. Nhiếp tiểu lý quả quyết phản bác, ngươi hoàn toàn không xứng làm người, bây giờ ngươi quay đầu, ở lại Vân Tiên tự hết đời, ta có thể cầu xin Hạ Thiên tha cho ngươi một mạng. Lão nạp không rảnh nói nhảm với ngươi, bây giờ ta sẽ lấy lại thứ vốn nên thuộc về ta. Lão hòa thượng mày trắng chẳng muốn nghe nữa, chỉ là ông ta đang tranh thủ thời gian chuẩn bị cho việc mà ông ta muốn làm. Ông ta có dự cảm vị đại nhân kia sắp tới. Ông ta nhất định phải tranh thủ thời gian. Nói xong, hắc khí trong lòng bàn tay ông ta tăng lên, không bao lâu sau đã bao phủ lấy toàn bộ thân hình Hoàng Y. Cấm hồn phá ma thủ, phá cho ta. Không bao lâu sau, chỉ thấy từng sợi khói màu xanh từ trong cơ thể Hoàng Y không ngừng bị rút ra. Hạ Thiên, người mau giúp ta ngăn cản ông ta đi. Nhiếp tiểu lý không còn cách nào khác, đành phải nhờ Hạ Thiên giúp đỡ. Hạ Thiên ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của Nhiếp tiểu lý, thản nhiên nói, vợ tiếp viên hàng không, nàng không cần phải nôn nóng, trò hay vẫn còn ở đằng sau, trước cứ nhìn xem. Nhiếp tiểu lý vô cùng nghi hoặc nhìn Hạ Thiên, nhưng vẫn không hết lo lắng, nếu linh mạch Hoàng Sơn bị rút đi, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Ta sao có thể không nôn nóng chứ? Vợ tiếp viên hàng không, nàng cứ thả lỏng đã. Hạ Thiên rót băng hỏa linh khí vào người Nhiếp tiểu lý, trong nháy mắt khiến nàng bình tĩnh lại. Nhiếp tiểu lý cảm nhận được bên trong cơ thể có thêm một luồng khí lạnh, giúp nàng thư giãn lại. Bên kia, lão hòa thượng mày trắng đang tiêu hóa từng sợi linh khí tràn vào trong cơ thể, ông ta cười như điên, đúng, chính là loại cảm giác này. Đây chính là sức mạnh, đây mới đúng là sức mạnh. Khi ta có được sức mạnh này, bất luận là Nhiếp Vân Thiên hay là Trương Minh Đà, hay bất kỳ người nào khác, tất cả đều sẽ là bại tướng dưới tay ta, chết trong tay ta, ha ha ha, a. À. Còn chưa cười được mấy tiếng, lông mày lão hòa thượng mày trắng đã cau lại, tiếp theo tròng mắt lồi ra ngoài như muốn nổ tung. Ông ta, Nhiếp tiểu lý nhìn thấy, không khỏi giật nảy người. Linh khí không phải ai muốn hút thì có thể hút. Hạ Thiên lười biếng ngáp một cái. Lão ngu ngốc kia không hiểu đạo lý này, cho nên ông ta chỉ thuần túy đang tự tìm đường chết. Không, lão hòa thượng mày trắng rõ ràng cảm thấy không thích hợp, chẳng những không hấp thu được linh khí, ngược lại khí huyết của ông ta còn đang suy bại rất nhanh. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, cơ thể cao lớn của ông ta phát sinh kịch biến khiến người ta nghẹn họng. Dung mạo trở nên già nua, cơ thể mục nát, chỉ còn lại từng sợi khí tức màu đen lượn lờ bên trên cơ thể bị tàn phế. Nhậm Ngự Thiên, ngươi gạt ta, ta chửi tổ tông 18 đời của ngươi. Lão hòa thượng mày trắng trước khi chết đã dùng hết khí lực toàn thân mắng một người. Hạ Thiên nhướng mày, ông ta đang gọi Thiên, là ai thế? Hình như ta biết người này là ai. Nhiếp tiểu lý cau mày, nhớ lại một chút, sau đó nói, không biết trước đó ngươi còn nhớ nữ nhân tên Nhậm Ngữ Đồng không? Hạ Thiên lắc đầu, không nhớ, nữ nhân không xinh đẹp, ta đều không có ấn tượng. Nhiếp tiểu lý đành phải giải thích, chính là người thích chiêm văn bân đấy, còn đến khách sạn Quế Thành để tìm ta gây chuyện. Cuối cùng ngươi đã ra lệnh cho thuộc hạ của nàng ta mang nàng ta đi. À, có chút ấn tượng, Hạ Thiên tùy ý nói. Cha của nàng ta tên Nhậm Ngự Thiên, chỉ biết là một phú hào ẩn hình, cụ thể làm gì thì rất thần bí, người ngoài không biết được. Nhiếp tiểu lý nói ra tin tức mà mình biết, bản thân ông ta dường như chưa từng lộ mặt qua. Cho nên không ai biết được tướng mạo của ông ta như thế nào. Ta cũng chỉ là ngẫu nhiên nghe được Chiêm Văn Bân nhắc đến ông ta. Trong lời nói còn mang theo sự cung kính và sợ hãi. Nói đến đây, Nhiếp tiểu lý bỗng nhiên nghĩ đến điều gì đó, sắc mặt hiện lên sự kinh ngạc, Nhậm Ngự Thiên có phải là người thần bí mà Hoàng Y nhắc đến không? Ai biết được, Hạ Thiên hoàn toàn chẳng có hứng thú với chuyện này. Hoàng Y nằm trên mặt đất hít mạnh để lấy khí.
lắc đầu cười khổ, con mẹ nó, sao ta nhiều tai nhiều khó như thế này? Thế thì phải hỏi chính ngươi rồi, Hạ Thiên thuận miệng nói. Nhiếp Tiểu Lý lên tiếng hỏi, Hoàng Y tiên sinh, ngươi có biết Nhậm Ngự Thiên không? Hoàng Y còn chưa tỉnh hồn, hắn ta đường đường là linh mạch Hoàng Sơn, nhưng bị người ta đối đãi thô bạo hết lần này đến lần khác, ủy khuất không còn chỗ để nói. Ngươi nói Nhậm cái gì Thiên? Hoàng Y thở một cách khó khăn, liền quay đầu lại hỏi. Nhậm Ngự Thiên, Nhiếp Tiểu Lý lặp lại lần nữa. Cái tên này rất lạ, ta chưa từng nghe nói qua. Hoàng Y cố gắng nhớ lại, sau đó lắc đầu, năm đó, người thần bí đeo một cái mặt nạ hình sáu con mắt, hoàn toàn nhìn không rõ mặt, giọng nói hiển nhiên cũng không phải nguyên gốc. Tuy nhiên, có một số việc ta cần nhấn mạnh một chút, lần đầu tiên ta gặp người đó là 500 năm trước, con người hẳn không thể sống lâu như vậy được. Hạ Thiên lười biếng nói, điều này nói rõ ông ta không phải người chứ sao? Cũng đúng. Hoàng Y gật đầu, có thể thúc đẩy xích nguyệt ma tộc, dùng sát khí di hóa con người sao có thể là nhân loại bình thường được. Này, các ngươi có ổn không? Kim Ti tỉ tỉ mất kiên nhẫn, ngoáy mũi nhìn Hạ Thiên, đám ngu ngốc kia đã bị ta đánh ngã, chuyện ngươi đồng ý với ta, khi nào thì ngươi thực hiện. Nhiếp Tiểu Lý nghe tiếng nhìn lại, người mà lão hòa thượng mày trắng mang đến đã nằm la liệt dưới mặt đất, mặt mũi người nào cũng bầm dập không nói, trên người còn có rất nhiều vết cào. Nếu ngươi muốn, bây giờ ta có thể thực hiện cho ngươi. Hạ Thiên thuận miệng nói. Thật hay giả vậy, Kim Ti tỉ tỉ có chút không được tin tưởng cho lắm, ngươi có điều kiện gì khác không? Ví dụ ngươi ngấp nghé dung nhan của ta, muốn ta làm linh sủng của ngươi, hoặc suy nghĩ càng xấu xa hơn. Hạ Thiên nhếch miệng, ngươi không nên sỉ nhục phẩm vị của ta. Im, ta không phải khỉ thật, chờ ta tìm lại ký ức, ta sớm muộn gì cũng tìm được cơ thể của chính ta. Kim Ti tỉ tỉ bất mãn chừng mắt nhìn Hạ Thiên, đến lúc đó, người phát hiện dung mạo của ta như thiên tiên, người cũng không nên chảy nước miếng. Không hứng thú, Hạ Thiên lười biếng trả lời, mặc kệ ngươi là chó, là khỉ, là người hay là thần tiên, ta cũng không hứng thú. Kim Ti tỉ tỉ cảm thấy mình bị sỉ nhục, phát điên lên, người chờ đó cho ta. Không đúng, người mau giúp ta khôi phục lại ký ức. Cũng được, Hạ Thiên cũng không từ chối. Lấy ra một cây ngân châm, vẫy tay với Kim Ti tỉ tỉ, ngươi qua đây, ngồi xổm ở đây này. Vì sao? Kim Ti tỉ tỉ sửng sốt, vừa rồi ta nhìn thấy ngươi cách không thi châm. Bây giờ ngươi bảo ta qua đó, lại còn ngồi xổm. Hạ Thiên nói, vậy ngươi ngồi hay không ngồi? Ngồi thì ngồi, Kim Ti tỉ tỉ cũng không muốn, nhưng nó cũng biết ai mạnh hơn, đành phải thở phì phò nhảy tới, ngồi xổm xuống đưa lưng về phía Hạ Thiên. Hạ Thiên vận băng hỏa linh khí, cầm ngân châm đi một vòng mấy đại huyệt sau ót Kim Ti tỉ tỉ, sau đó đâm thẳng ngân châm vào đỉnh đầu. A, à, đau quá! Kim Ti tỉ tỉ kêu lên một tiếng đau đớn, toàn thân không cách nào ức chế được sự run rẩy, biểu hiện cực kỳ thống khổ. Nàng ấy không sao chứ? Nhiếp Tiểu Lý lo lắng hỏi. Hạ Thiên khoan thai thu lại ngân châm, thuận miệng trả lời, không sao đâu, ký ức quay lại, thần kinh não nhất định sẽ phải bị xung kích. Đau nhức cũng là hiện tượng bình thường mà thôi. A, à, mấy giây sau, Kim Ti tỉ tỉ mở to mắt, chậm rãi đứng dậy, gương mặt chỉ toàn là sự nghi ngờ, vì sao ta cái gì cũng không nhớ ra được. Nói xong, nó quay lại nhìn Kim Ti tỉ tỉ, ngươi có phải bác sĩ giả mạo hay không? Y thuật của ngươi không được rồi. Ta là đệ nhất thần y trong thiên hạ. Hạ Thiên nhếch miệng, ngươi có thể chất vấn bất kỳ phương diện nào của ta. Nhưng chỉ có xuất khí và y thuật của ta, ngươi không cách nào chất vấn. Kim Ti tỉ tỉ hỏi ngược lại một câu, nếu ta chất vấn võ công của ngươi thì sao? Ta trực tiếp xử lý ngươi là được, Hạ Thiên lạnh nhạt nói. Ngươi cái gì cũng không nhớ ra sao? Nhiếp Tiểu Lý nghi hoặc hỏi. Kim Ti tỉ tỉ hừ lạnh một tiếng, không có, nhưng đầu óc ta tỉnh táo hơn rất nhiều, không giống như trước kia, thường xuyên cảm giác có chút nỗi khổ riêng. Đừng giả bộ nữa, ngươi rõ ràng đã nhớ lại, chỉ là không muốn nói ra mà thôi. Hạ Thiên hờ hững nói, chúng ta hoàn toàn không có hứng thú muốn biết ngươi là ai. Thích nói thì ngươi cứ tự nhiên. Kim Ti tỉ tỉ cười hắc hắc, nếu ta nói, ngươi chắc chắn sẽ không đưa linh khí cho ta. Ngươi suy nghĩ nhiều rồi. Hạ Thiên nghiêm túc nói, ta nói cho thì nhất định sẽ cho. Đây là nguyên tắc làm người của ta. Còn ngươi là ai, ngươi muốn làm gì?
chẳng liên quan đến ta. Ngươi đại khí như vậy sao? Kim Ti tỷ tỷ có chút không tin tưởng cho lắm, nếu ta nói cho ngươi ta là người xấu, đến đây chính là để phá hư trái đất này thì sao? Hạ Thiên lười biếng ngáp một cái, ngươi quá để mắt đến mình rồi. Chút đầu óc đó của ngươi còn muốn phá hư trái đất. Ngươi đừng chém gió nữa. Cũng đúng, Kim Ti tỷ tỷ cười nói, tuy nhiên, nếu ngươi cho ta linh khí, chẳng phải ta có thể làm được sao? Hạ Thiên lại càng thêm khinh thường, ta có thể cho ngươi thì cũng có thể lấy lại bất cứ lúc nào. Vậy cũng đúng, Kim Ti tỷ tỷ suy nghĩ một chút, sau đó nói cho ngươi biết cũng không sao, nhưng ta nhớ cũng có hạn, chỉ nhớ ta tên Bùi Cẩn Tư, hẳn không phải người trái đất, cũng là tu tiên giả. Ta nhận mệnh của ai đó đến cái nơi bỏ đi này để quan trắc, sau đó gặp chuyện, nhục thể bị hủy, linh hồn cũng bị vây bên trong một khe hở. Cũng không biết ta bị vây bao lâu, về sau thì ta bị rút đến đây, tiến vào bên trong cơ thể của một con khỉ. Tu tiên giả, hiện tại, Nhiếp Tiểu Lý đã có thể chậm rãi tiếp nhận những thông tin này, không còn kinh ngạc như trước đó nữa. Hạ Thiên thản nhiên nói, người bị tập kích trên trái đất sao? Ta cũng không biết rõ nữa, ta không có phần ký ức này. Kim Ti tỷ tỷ lắc đầu, tuy nhiên, trong trí nhớ của ta hình như có người đồng hành, nhưng hình dáng, tên tuổi ta đều không nhớ rõ. Hạ Thiên cau mày, nghe Kim Ti tỷ tỷ nói, hắn đầu tiên nhớ đến Liên Minh Tu Tiên. Chẳng lẽ là người của tổ chức này phái đến điều tra tình huống? Nếu thật sự như vậy, điều này nói rõ Liên Minh Tu Tiên đã sinh ra chú ý đối với nơi này. Với thực lực trước mắt của hắn mà nói, muốn chống lại con quái vật khổng lồ Liên Minh Tu Tiên, hiển nhiên là lấy trứng chọi đá, cộng thêm toàn bộ mấy bà vợ của hắn cũng không mang đến tác dụng gì. Tuy nhiên, cẩn thận suy nghĩ lại, Hạ Thiên lại bác bỏ suy nghĩ đó. Trái đất trong mắt Liên Minh Tu Tiên chỉ là một nơi hoàn toàn bỏ đi, không đáng chú ý. Huống chi, hắn và vợ của hắn tạm thời cũng không tạo ra phong ba gì lớn. Nói thế nào cũng không truyền đến bên kia. Được rồi, nghĩ nhiều như vậy cũng không có tác dụng gì. Hạ Thiên ngáp một cái, lập tức ném mấy suy nghĩ loạn thất bát tao ra sau ót, ta rót linh khí cho ngươi trước, ngươi thành thật ở lại đây. Ngươi muốn phá hư cũng được, gây sự cũng được, tóm lại đừng làm phiền đến ta. Thôi, ai phiền ai còn chưa nhất định, Kim Ti tỷ tỷ khó chịu nhướng mắt, ngươi sẽ không bắt ta ngồi xuống nữa chứ. Hạ Thiên không thèm để ý, trực tiếp lấy ra Định Hải Thần Châm, cảm nhận biến hóa bên trong linh khí, điều chỉnh sơ qua một chút, sau đó đâm thẳng vào mi tâm Kim Ti tỷ tỷ. Bành! Từ đằng xa vang lên một tiếng nổ, tiếp theo đỉnh động phủ sụp đổ, mấy bóng người chậm rãi rơi xuống. Một người dẫn đầu, người mặc kim y, trên đầu mang mặt nạ thêu 6 con mắt, nghĩ không ra ta lại đến muộn, nhưng cũng may không tính là quá muộn. Hoàng y nhìn người dẫn đầu, lập tức cả kinh kêu lên, là ông ta, chính là ông ta. Người thần bí. À, người còn chưa chết sao? Nam nhân mặc kim y cười khẽ cũng không biết nên nói mạng ngươi lớn hay là xích nguyệt ra tay quá nhân từ. Rốt cuộc ngươi là ai? Ngươi muốn làm gì? Hoàng y nhịn không được quát một tiếng. Không vội, nam nhân mặc kim y khoát tay, thân hình hóa thành tàn ảnh, trong chớp mắt đã đến trước mặt Hạ Thiên, một chưởng vỗ vào ngực của hắn, thuận tay đoạt mất Định Hải Thần Châm. Hạ Thiên đứng bất động, chịu một chưởng này, cả người bay rớt ra ngoài, đụng bể cả vách tường. Nhiếp Tiểu Lý mở to mắt, lập tức đuổi tới. Tuy nói tình huống phát sinh trái với dự đoán của ta, nhưng châm này cũng là pháp bảo không tệ. Nam nhân mặc kim y giơ Định Hải Thần Châm có khắc hình hoa văn rồng xanh đen lên nhìn mấy lần, cười to, đây chính là thu hoạch ngoài ý muốn của ta. Sau đó, ông ta hời hợt nắm cổ Hoàng Y, nhấc lên giống như nhấc một con gà con. Vừa lúc linh khí trong người ngươi đã bị hút hết, lại dung hợp cùng một chỗ, xem như đại cáo công thành. Nam nhân mặc kim cầm Định Hải Thần Châm trực tiếp đâm thẳng vào mi tâm Hoàng Y. Sao? Nam nhân mặc kim y vô cùng nghi hoặc. Bởi vì ông ta chỉ châm được nửa tấc châm mà không cách nào xâm nhập thêm. Cơ thể Hoàng Y yếu ớt, rõ ràng không cách nào phản kháng. Chướng ngại lớn nhất là Hạ Thiên cũng đã bị ông ta tạm thời một cước đá văng. Trong mắt của ông ta, không có ai là đối thủ của ông ta cả. Thú vị thật, một cây châm rách nát mà cũng dám kêu gào với bổn tọa.
Nam nhân mặc kim y đột nhiên phát hiện kim châm trong tay không nghe theo sự sai khiến, còn mơ hồ sinh ra một luồng khí tức chống lại ông ta. Ha ha, xem ra ngươi không phải chuyện gì cũng nắm giữ trong tay. Hoàng y thở dốc, không khỏi trào phúng, ngay cả một cây châm còn không nghe theo ngươi, ngươi còn muốn cướp đoạt linh mạch Hoàng Sơn, ngươi không cảm thấy buồn cười sao? Câm miệng, nam nhân mặc kim y nổi giận quát Hoàng y một câu, nếu không phải ngươi chết, linh mạch chân núi sẽ không còn, trực tiếp ảnh hưởng đến kế hốt của ta, ngươi cho rằng ngươi còn có thể sống đến bây giờ. Hoàng y không nhịn được cười nhạo, vậy ngươi sẽ giết ta sao? Ngươi thật sự cho rằng ta không dám giết ngươi? Nam nhân mặc kim y hơi tức giận, mặc dù ông ta đang đeo mặt nạ nhưng cũng không che giấu được ánh mắt tràn ngập sự giận dữ, bổn tọa có ít nhất 9 phương pháp đạt được mục đích của mình, ngươi đừng quá đề cao bản thân. Hoàng y đáp lại một câu, câu nói này cũng là câu ta muốn nói với ngươi. Đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, khí đen xuất hiện trong lòng bàn tay của nam nhân mặc kim y, tất cả đều đánh vào cơ thể Hoàng y. A! Hoàng y không khỏi kêu lên đau đớn, cảm giác giống như có một ngọn lửa thiêu đốt bên trong cơ thể hắn ta, đốt nhục thể của hắn ta cũng như linh hồn, khiến hắn ta đau đến không chịu được. Chỉ là kim châm, còn dám chống lại ý chí của bổn tọa, để ta cho ngươi biết sự lợi hại của bổn tọa. Nam nhân mặc kim y hừ lạnh một tiếng, đồng thời rót khí tức màu đen vào trong kim châm, hiển nhiên muốn trực tiếp dùng sức mạnh áp đảo Hoàng y. Định Hải thần châm vẫn không nghe lời. Nếu còn không tuân theo, bổn tọa sẽ bóp nát ngươi. Nam nhân mặc kim y lạnh lùng nhìn cây kim đang không ngừng rúng động, lạnh giọng hỏi. Ngân châm giống như có linh tính, lập tức bất động, nhu thuận như chó. Hừ, đúng là tiện cốt đầu. Nam nhân mặc kim y khinh thường mắng một tiếng, sau đó đâm ngân châm vào mi tâm Hoàng y. Lần này quả nhiên không còn khó khăn, thân châm vào sâu hết. Gương mặt Hoàng y vặn vẹo vì đau đớn, nhưng không hề phát ra được chút âm thanh nào. Tuy hắn ta là linh mạch Hoàng Sơn biến thành, nhưng linh mạch Hoàng Sơn là linh mạch song sinh. Bây giờ hai linh mạch đang dung hợp bên trong cơ thể của hắn ta, đơn giản giống như hai con sông tràn vào một dòng suối nhỏ. Nhất thời, kỳ kinh bát mạch, gân cốt khổng khiếu đều chịu đựng sự xung kích to lớn. Loại đau đớn này không cách nào diễn tả được bằng từ ngữ. Hừ, yên tâm đi. Bổn tọa tạm thời sẽ không để ngươi chết. Nam nhân mặc kim y nở nụ cười thỏa mãn, thản nhiên nói, ta còn phải dùng cơ thể của ngươi làm vật chứa linh mạch dung hợp, chỉ là cơn đau này chính là bổn tọa dạy dỗ ngươi, ngươi hãy lo mà hưởng thụ đi. Hoàng y cắn răng chống đỡ nhưng vẫn không quên trả lời một câu, chỉ một chút này thôi thì còn chưa đủ đâu, chỉ giống như gãi ngứa cho ra ra ngươi. Giỏi, mạnh miệng thật, vậy ngươi hãy hưởng thụ đi. Nam nhân mặc kim y lạnh giọng cười một tiếng, khí tức màu đen quả nhiên tăng gấp bội rót vào cơ thể Hoàng y, bao phủ cả người hắn ta lại. Cùng lúc đó, bên trong cơ thể Hoàng y dưới sự thôi động của kim châm, hai luồng linh mạch đồng thời rót vào trong tứ chi bách hải của hắn ta, sau đó chạy về trong khí hải đan điền. Đợi đến khi hai luồng linh mạch hoàn toàn dung hợp, ông ta lại dùng kim châm dẫn độ ra, xem như đại cáo công thành. Nam nhân mặc kim y vốn định mang một lò luyện đan đến, sau đó dùng lửa bên trong lò luyện luyện hóa linh mạch, không nghĩ đến cây châm của Hạ Thiên lại phát huy tác dụng. Ha ha, ngược lại phải cảm ơn tên tiểu tử Hạ Thiên kia, hắn đã giúp ta giảm bớt không ít việc. Nam nhân mặc kim y thấy tiến độ tăng nhanh không chỉ gấp đôi, không thể nhịn được cười. Lúc này, bên trên vang lên một âm thanh lười biếng, không cần cảm ơn ta. Lát nữa ta sẽ giúp cho ngươi ngay cả mệnh cũng tiết kiệm luôn. Sao, nam nhân mặc kim y có chút ngoài ý muốn quay đầu nhìn lại, đột nhiên nhìn thấy có hai người đang nhìn ông ta chằm chằm, không khỏi kinh ngạc ngươi không có việc gì. Không thể nào. Hạ Thiên một tay ôm lấy Nhiếp Tiểu Lý, không vui nói, ta không sao không phải là chuyện rất bình thường à. Có cái gì mà không thể nào. Nam nhân mặc kim y vô cùng chấn kinh, trong lòng dâng lên nghi ngờ vô tận. Một trưởng vừa rồi bổn tọa đánh ngươi là cấm hồn phong ma trưởng, cho dù là tu tiên giả hóa thần kỳ cũng phải mê man 3 ngày 3 đêm, tại sao ngươi lại không có việc gì? Bởi vì ta là độ kiếp kỳ, Hạ Thiên cười một tiếng, khinh bỉ nói. Đúng là thả dám chó. Nam nhân mặc kim y cảm nhận trí thông minh của mình bị sỉ nhục, không khỏi quát mắng, ngươi coi bản tọa là mù lòa sao? Tu vi của ngươi là gì ta không nhìn ra được à?
chỉ là kim đan mà cuồng vọng như vậy. Hạ Thiên lười biếng ngáp một cái, lắc đầu nói thật thì lại không tin. Ta có tu vi độ kiếp kỳ nhưng ta bị một bà vợ của mình ép khô linh khí, cho nên nhìn giống kim đan kỳ mà thôi. Đã sớm biết nhân loại trên trái đất thích khoác lác, bây giờ xem ra ta đã đánh giá thấp sự tự đại của các ngươi. Nam nhân mặc kim y cười khẽ, giọng điệu vô cùng khinh thường, cái nơi bỏ đi như thế này, làm sao có người có thể tu đến độ kiếp kỳ chứ? Bổn tọa sống hơn ngàn năm, thậm chí ngay cả tu tiên giả hỏa thần kỳ của nhân loại cũng chưa thấy qua. Thì bây giờ ngươi sẽ thấy độ kiếp kỳ hàng thật giá thật. Hạ Thiên nghiêm túc nói, hơn nữa độ kiếp kỳ còn không chỉ có một mình ta mà rất nhiều bà vợ của ta cũng đã đạt đến độ kiếp kỳ. Không đợi nam nhân mặc kim y có phản ứng, hắn đã bổ sung, độ kiếp kỳ thôi mà, khó lắm sao? Chờ ta khôi phục lại đệ thất châm, ta tùy thời có thể tạo ra được một người. Ban đầu, bổn tọa còn cảm thấy ngươi khả năng có bản lãnh không nhỏ, chỉ là thích nói khoác mà thôi. Nam nhân mặc kim y hơi có chút thất vọng lắc đầu, bây giờ xem ra, bản lãnh khoác lác của ngươi đúng là không nhỏ, còn bản lãnh thật sự thì chỉ có một chút mà thôi. Hạ Thiên cũng lười nói nhảm, mau trả kim châm lại cho ta. Thật ngại quá, nó đã thần phục ta rồi. Nam nhân mặc kim y có chút khinh bỉ nói, ngươi tốt nhất đừng nên ảnh hưởng đến kế hoạch của bổn tọa. Bằng không, ngươi và nữ nhân của ngươi sẽ phải chết. Hạ Thiên cười nói, có đúng như vậy không? Vậy ngươi cứ thử một chút đi. Nói xong, hắn bỗng nhiên khoát tay. Chỉ thấy khí tức trên cây ngân châm thu liễm lại không còn, sau đó bay ra khỏi mi tâm của Hoàng Y về lại trong tay Hạ Thiên. Không thể nào, nam nhân mặc kim y một lần nữa bị đả kích, không thể nói nên lời, kim châm này rõ ràng đã bị cấm hồn chỉ pháp của ta rửa sạch ý thức, vì sao vẫn còn linh trí sót lại. Chuyện không thể nào thường xuyên phát sinh ở chỗ của ta. Hạ Thiên mỉm cười chỉ vào nam nhân mặc kim y, nói đi, người muốn chết như thế nào? Nam nhân mặc kim y nổi giận nói, chỉ là một cây kim châm cũng muốn phân cao thấp với bổn tọa, đúng là ngây thơ. Không chọn đúng không, vậy ta trực tiếp xử lý ngươi luôn. Hạ Thiên lạnh nhạt nói. Hừ, kỳ xử đâu, làm thịt bọn chúng cho ta. Nam nhân mặc kim y không ứng chiến, chỉ ra lệnh cho thuộc hạ vây công Hạ Thiên và Nhiếp Tiểu Lý. Ông ta cần chút thời gian để luyện hóa linh khí bên trong cơ thể Hoàng Y. Tuy Hạ Thiên đã thu hồi lại kim châm nhưng linh mạch bên trong kim châm đã hội tụ bên trong đan điền khí hải của Hoàng Y. Nam nhân mặc kim y đưa tay chộp một cái, một cánh cửa màu đen xuất hiện. Ông ta mang theo Hoàng Y đã ngất cất bước vào trong cánh cửa trong phút chốc liền biến mất. Mấy tên hộ vệ mặc áo bào đồng thời bao vây Hạ Thiên và Nhiếp Tiểu Lý. Ta không rảnh lãng phí thời gian ở đây với ngươi. Hạ Thiên ngáp một cái, nói với Nhiếp Tiểu Lý, vợ tiếp viên hàng không, đám ngu ngốc này giao cho nàng. Ta, Nhiếp Tiểu Lý chỉ vào mình, một người ta cũng không ứng phó được mà. Hạ Thiên tiện tay chỉ một cái, yên tâm đi, không phải còn tiểu muội chân dài ở đây sao? Ninh tỷ tỷ, ngươi cũng đến sao? Nhiếp Tiểu Lý quay sang, lập tức nhìn thấy Ninh Nhụy Nhụy đang bay về phía bên này. Không khỏi vui mừng kêu lên. Đám hộ vệ bịt mặt nhìn lại, quả nhiên nhìn thấy một bóng người đang dùng tốc độ cực nhanh phóng đến trước mắt. Không chờ bọn họ kịp phản ứng, đã thấy hai cặp chân dài giống như hai cái roi, còn có một chuỗi mây trắng xẹt qua người. Bành, bành, bành. Mấy tiếng vang nhẹ vang lên, đám hộ vệ mặc áo bào chỉ còn lại tầm 2-3 người. Ninh tỷ tỷ, người thật lợi hại. Ánh mắt Nhiếp Tiểu Lý sáng lên. Có chút sùng bái nói. Ninh Nhụy Nhụy tức giận nói, bên này có việc, ngươi một tiếng cũng không nói với ta, hại ta ở bên kia canh cửa, nhàm chán muốn chết. A, à, thật ngại quá, sự việc phát sinh quá nhanh, ta phản ứng không kịp. Nhiếp Tiểu Lý có chút áy náy nói. Không sao, ta không nói ngươi, ta đang nói tên đầu heo kia. Ninh Nhụy Nhụy liếc mắt nhìn Hạ Thiên. Hạ Thiên làm ra vẻ vô tội, tiểu muội chân dài. Nàng cũng không thể trách ta được. Dựa vào cảm giác của nàng, hẳn nàng nên phát hiện sự việc bên này mới đúng chứ, còn cần ta nhắc nhở sao? Đương nhiên cần rồi, Ninh Nhụy Nhụy tức giận nói, ta thủ cái nơi rách nát đó, hoàn toàn không có ai ra vào. Ngươi muốn gạt ta ra ngoài. Tiểu muội chân dài, nàng suy nghĩ nhiều rồi. Hạ Thiên cười một tiếng, làm sao ta làm chuyện như thế được? Hơn nữa không phải bây giờ là lúc cần nàng sao?
đám ngớ ngẩn này giao cho nàng. Ninh Nhụy Nhụy đưa mắt nhìn đám hộ vệ mặc áo bào còn sót lại, thản nhiên nói, được rồi, đám người kia giao lại cho chúng ta. Nàng đột nhiên hỏi, đúng rồi, Kim Ti tỷ tỷ đâu rồi? À, không biết nữa, từ nãy đã không thấy đâu. Lúc này, Nhiếp Tiểu Lý mới lấy lại tinh thần, phát hiện không thấy con khỉ lông vàng đâu nữa. Hạ Thiên lười biếng nói, nó đuổi theo tên ngốc mặc áo bào mang hoàng y đi rồi. Vậy ngươi còn không đuổi theo? Ninh Nhụy Nhụy sửng sốt, nếu để ông ta chạy thoát thì làm sao bây giờ? Hôm nay chúng ta bận rộn chẳng phải công toi sao, làm áo cưới cho tên ngốc kia ăn hết. Không cần lo lắng, tên ngốc kia chạy không thoát đâu. Hạ Thiên nói, linh mạch đều có gốc rễ. Hạ Thiên tuyệt đối không sốt ruột. Đã sớm có đoán trước, nếu mục tiêu của tên ngu ngốc kia là đoạt linh mạch cho mình sử dụng, ông ta nhất định không có khả năng rời khỏi phạm vi Hoàng Sơn. Vậy thì được, Ninh Nhụy Nhụy suy nghĩ một chút, sau đó nhìn Hạ Thiên, người cảm thấy người kia sẽ đi đâu. Ta chẳng quan tâm ông ta đi đâu. Hạ Thiên uể oải ngáp một cái, ông ta muốn dung hợp linh mạch cho mình dùng, chỉ dựa vào chính ông ta thì không được, còn phải dựa vào lực thiên địa. Cái gọi là địa chính là màu vàng. Cái gọi là thiên chính là ánh nắng. Chỉ cần ông ta có động tác, tất nhiên sẽ có hiện tượng hiện ra, vừa nhìn là biết, không giấu được. Ninh Nhụy Nhụy không khỏi truy vấn, dấu hiệu gì thế? Chúng ta có thể nhìn thấy từ chỗ nào? Ai biết được, Hạ Thiên lắc đầu, thuận miệng nói, có thể là mây, là khí, là gió. Đó thì dễ phát hiện rồi. Biểu hiện của Ninh Nhụy Nhụy thoáng hòa hoãn hơn một chút, vậy chúng ta cần tìm chỗ cao. Xem có nơi nào có dị dạng không được sao? Nhiếp Tiểu Lý cao mày, khả năng không ổn lắm. Hoàng Sơn thường xuyên có sương mù lâu năm, biển mây rất khó tiêu tán. Muốn nhìn ra dấu hiệu gì cũng không dễ như vậy. Hơn nữa, ông ta rất có thể sẽ mượn một vật nào đó để che chắn. Vật gì? Ninh Nhụy Nhụy ngạc nhiên hỏi. Nhiếp Tiểu Lý có chút do dự, nhưng rất nhanh đã kiên định nói, Vân Hải Phật Quang. Là ánh sáng gì? Ninh Nhụy Nhụy nhất thời bán hội nghe không ra, không khỏi hỏi lai. Vân Hải Phật Quang là một trong những cảnh quan của Hoàng Sơn. Trong mây hiện lên thần quang bảy màu, chiếu rọi hơn phạm vi 10 dặm. Nhiếp Tiểu Lý chậm rãi điều hòa hơi thở, bắt đầu giải thích với Ninh Nhụy Nhụy, gần Vân Cốc, khi xuất hiện ánh bình minh hay giáng chiều, nếu bọn họ núp trong cảnh trí này, muốn tìm bọn họ đúng là có chút khó khăn. Vợ tiếp viên hàng không, nàng không cần phải gấp. Chúng ta vẫn còn một nội ứng mà. Hạ Thiên cười nói, còn con khỉ cái kia nữa. Ninh Nhụy Nhụy có chút lo lắng, nếu chẳng may Kim Ti tỷ tỷ bị người ta phát hiện, chẳng phải rất nguy hiểm sao? Hạ Thiên trêu chọc, tiểu muội chân dài, nàng yên tâm đi, con khỉ kia còn thông minh hơn nàng nhiều. Thế chúng ta có cần phải đi lên không? Nhiếp Tiểu Lý nhìn động phủ trống rỗng dưới lòng đất và một đống người nằm trên mặt đất, những người kia phải làm sao bây giờ? Vợ tiếp viên hàng không, không cần nàng quan tâm bọn họ đâu. Hạ Thiên tiến lên ôm Nhiếp Tiểu Lý và Ninh Nhụy Nhụy, mũi chân nhẹ nhàng điểm một cái, cả người đằng không bay lên, chậm rãi bay lên con đường bên trên, rất nhanh nhảy ra khỏi miệng giếng. Bên ngoài giếng đan, sắc trời sáng tối nửa nọ nửa kia. Tuy nhiên, bóng đêm đen kịt đang lặng yên biến mất. Bọn họ đã tốn quá nhiều thời gian dưới lòng đất rồi, khi bọn họ xuống là buổi chiều. Bây giờ trời đã sắp sáng. Tiếp theo chúng ta làm gì? Ninh Nhụy Nhụy quay sang nhìn Hạ Thiên, người thông minh nhất thiên hạ, người nói xem. Hạ Thiên nhếch miệng, tiểu muội chân dài, giọng điệu này của nàng nghe không ổn chút nào. Muốn khen ta thì khen cho thật tình, đừng âm dương quái khí như thế, nàng cứ học thói xấu của cửu nha đầu. Ta muốn đi gặp mẹ và em gái ta trước, có được không? Nhiếp Tiểu Lý lo lắng hỏi. Hạ Thiên cười nói. Vợ tiếp viên hàng không, có cái gì mà không thể chứ? Chúng ta cùng nhau đi. Ninh Nhụy Nhụy gật đầu. Nàng vốn từ biệt thự giữa sườn núi xuống đến lòng đất, nàng cũng lo lắng cho an nguy của em trai nàng. Được rồi, chúng ta đến chào tứ bá ra một tiếng. Nhiếp Tiểu Lý mỉm cười, đến trước cổng vườn trà gọi vài tiếng nhưng không có ai trả lời. Nhiếp Tiểu Lý cảm thấy có chút kỳ quái, nàng liền gõ cửa, kết quả phát hiện cửa không có đóng. Bên trong trống rỗng, cũng không có người. Trên mặt bàn có một tờ giấy, bên trên có chữ viết, nhìn qua hẳn được viết cách đây không lâu. Nhiếp Tiểu Lý bước vào,
cầm tờ giấy lên xem, hắn ta quá đáng quá rồi. Thế nào? Ninh Nhụy Nhụy hỏi. Nhiếp Tiểu Lý cau mày, Tứ Bá gia bị hắn ta bắt đi rồi. Hắn ta? Ninh Nhụy Nhụy hỏi. Anh ta, Nhiếp Côn Bằng. Nhiếp Tiểu Lý nghiến răng, ta đã nhìn lầm hắn ta. Vốn ta cho rằng hắn ta chịu nhục, bây giờ xem ra, hắn ta là loại vong ân phụ nghĩa, ham danh ham lợi. Ninh Nhụy Nhụy cầm tờ giấy nhìn thoáng qua, thấy trên tờ giấy có ghi, Tứ Bá gia là do ta mang đi. Nếu ngươi muốn cứu ông ấy, ngươi mau dẫn đám người Hạ Thiên đến đỉnh núi Thành Tiên Nham. Trước khi mặt trời mọc, nếu các ngươi còn chưa đến, ông ta nhất định sẽ phải chết. Bên trên có một chữ ký Côn Bằng. Thành Tiên Nham, Ninh Nhụy Nhụy nghi hoặc hỏi, hình như cách nơi này cũng không quá xa. Không xa đâu, Nhiếp Tiểu Lý đưa tay chỉ một cái, chỉ vào một nơi có mây mù bốc lên, bên trên vân cốc, đỉnh Thiên Đô Phong. Nếu chúng ta đến đỉnh núi, sợ không kịp đến biệt thự. Hạ Thiên ngẩng đầu nhìn về phía Nhiếp Tiểu Lý chỉ, thản nhiên nói, vợ tiếp viên hàng không, nàng không cần lo lắng. Dựa vào tốc độ của ta, nàng có muốn ra nước ngoài, ta cũng có thể mang nàng vừa đi vừa về. Nhiếp Côn Bằng, ta nhớ hình như hắn ta đã từng khởi xướng khiêu chiến với ngươi thì phải. Ninh Nhụy Nhụy có chút kỳ quái, khi chúng ta vừa đến Nhiếp gia trấn, hắn ta đã hẹn ngươi rạng sáng quyết một trận tử chiến ở Thiên Đô Phong. Hình như có chuyện như vậy. Hạ Thiên nhếch miệng, tuy nhiên, thuyết pháp quyết chiến sinh tử này sai rồi, hắn ta đang tìm cái chết thì có. Ninh Nhụy Nhụy lập tức nói, như vậy đi, người đến đó phó ước. Ta dẫn Tiểu Lý đến biệt thự giữa sườn núi kiểm tra tình hình. Nếu không có việc gì, chúng ta sẽ đến đỉnh núi hò hét trợ uy cho ngươi. Tiểu muội chân dài, ta không cần hò hét trợ uy. Hạ Thiên cười giảo hoạt, ngược lại ta cần phần thưởng. Nếu ta thắng, nàng sẽ thưởng cái đầu ngươi đấy. Ninh Nhụy Nhụy tức giận lườm hắn một cái, điều này có liên quan gì đến ta? Muốn thưởng, ngươi tìm Tiểu Lý đi. Nhiếp Tiểu Lý vừa định há miệng nói cái gì đó, Ninh Nhụy Nhụy liền bịt miệng nàng lại, ngươi đừng dễ dàng thỏa hiệp. Nếu không, tên sắc lang đó sẽ ăn xong lau sạch ngươi đấy. Này, tiểu muội chân dài nàng càng lúc càng muốn ăn đòn. Hạ Thiên bất mãn nói. Vậy ngươi đánh ta sao? Ninh Nhụy Nhụy hiểu rõ tính cách của Hạ Thiên, biết chắc chắn hắn sẽ không ép buộc nàng làm cái gì, vì thế nàng mới không sợ. Bốp! Nếu Ninh Nhụy Nhụy đã có nhu cầu, hắn sao có thể làm không vừa lòng nàng chứ? Hơn nữa, xúc cảm chỗ đó của Ninh Nhụy Nhụy càng ngày càng tốt. Ninh Nhụy Nhụy ôm mông, trừng mắt nhìn Hạ Thiên, tên đại sắc lang ngươi, lại chiếm tiện nghi của ta. Là nàng bảo ta đánh mà, Hạ Thiên nghiêm túc nói. Cái đó mà gọi là đánh sao? Rõ ràng là sờ, là chấm mút. Ninh Nhụy Nhụy bất mãn kháng nghị. Hạ Thiên mỉm cười. Không đả thương nàng được đâu, ta cố ý lưu lai lực mà. Mặc kệ ngươi, Ninh Nhụy Nhụy trừng mắt nhìn Hạ Thiên, sau đó kéo Nhiếp Tiểu Lý đi. Tiểu Lý, chúng ta đi, ngàn vạn lần không thể để cho hắn chiếm tiện nghi được. Đi chưa được một lát, nàng quay đầu nhìn Hạ Thiên, đại sắc lang, ngươi, cẩn thận một chút. Không có gì cần phải cẩn thận cả, chỉ là một tên ngu ngốc không có thực lực mà thôi. Hạ Thiên vẫn hờ hững, không thèm để Nhiếp Côn Bằng vào mắt. Hắn lười biếng ngáp một cái, sau đó chậm rãi bước lên đỉnh núi. Chấm. Oanh. Nam nhân mặc kim y đánh một chưởng đánh bàn đá nặng mấy ngàn cân thành cặn bã. Đứng trước mặt ông ta có hai ba người, ánh mắt lộ ra biểu hiện kinh ngạc. Một người trong đó chính là Tứ Bá gia của Nhiếp Tiểu Lý, cũng chính là đạo sĩ Lôi Thôi trong vườn trà. Hai người khác mang theo mặt nạ, nhìn thân hình là biết còn trẻ, hơn nữa còn là một nam một nữ. Quả thật vô cùng nhục nhã. Nam nhân mặc kim y khoanh hai tay sau lưng, đi qua đi lại, miệng quát mắng không thôi, chỉ là phàm nhân, nhưng mà, khẩu khí này bổn tọa thật sự không cách nào nuốt xuống. Đại nhân, nếu không, người hãy để cho đệ tử xuất mã, đánh chết phàm nhân kia. Một nam nhân thanh niên bước ra khỏi hàng, vừa cười vừa nói. Nam nhân mặc kim y nhìn hắn ta một cái, khinh thường nói, Hạ Thiên. Ngay cả bổn tọa còn phải tránh mũi nhọn, người xuất mã thì có thể làm được gì? Đệ tử tự có diệu kế, giết người có đôi khi không cần mạnh hơn người khác, nam nhân thanh niên cũng không tức giận, chỉ cười nói, chỉ cần thừa lúc hắn còn chưa sẵn sàng, ta lấy tính mệnh của hắn là được. Được rồi,
Nam nhân mặc kim y khoát tay, ta và hắn không thù không oán, việc cấp bách bây giờ là luyện hóa linh mạch hoàng y. Mặc dù còn chưa đến 1/3 nhưng cũng đủ dùng rồi. Một thiếu nữ trẻ tuổi khác cười nói, không sai, chỉ cần kế hoạch chúng ta thành công, để đại ma chủ tái hiện thế gian. Đến lúc đó, đừng nói một hạ thiên, cho dù 10, 100, thậm chí ngàn vạn hạ thiên, chẳng qua chỉ là một con kiến, tiện tay là bóp chết. Không sai, tình ma nói đúng. Nam nhân mặc kim y gật đầu, bổn tọa cũng vì cố kỵ đại sự, mới tha cho tiểu tử kia một mạng. Cho nên, việc cấp bách bây giờ, hết thảy phải lấy đại cục làm trọng. Hạ thiên người này, chỉ cần không chủ động trêu chọc, hắn sẽ không rảnh tìm chúng ta gây phiền phức. Lão đạo sĩ Lôi Thôi bỗng nhiên mỉm cười, Nhậm Ngự Thiên, lá gan ngươi sao càng lúc càng nhỏ vậy? Thậm chí ngay cả một tên nhóc con cũng sợ. Nhiếp Vân Mộng, ngươi cầm miệng ngay cho bổn tọa, nơi này không có chỗ cho ngươi lên tiếng. Nam nhân mặc kim y hừ lạnh một tiếng, có chút khinh thường, sở dĩ lưu ngươi một mạng là vì bổn tọa cần dùng đến hám thiên hóa dương công của ngươi. Ngươi chỉ cần ngoan ngoãn phối hợp, bổn tọa có thể giải quyết cấm hồn tỏa trên người ngươi. Nếu không, ngươi đã sớm hài cốt không còn. Đúng vậy, đa tạ Nhậm tọa chủ đã không giết. Lão đạo sĩ Lôi Thôi tùy ý chắp tay, cười nói ta xin được cảm ơn ở đây. Nam nhân mặc kim y đột nhiên hỏi, Nhiếp Vân Mộng, bổn tọa có việc muốn hỏi ngươi. Cứ hỏi, bần đạo khẳng định biết gì nói nấy. Lão đạo sĩ Lôi Thôi cười nói. Năm đó, đám người các ngươi chui vào lòng đất trộm được đồ. Ánh mắt nam nhân mặc kim y như đao, xuyên qua mặt nạ đâm vào tim lão đạo sĩ, ép ông ta có chút không thở nổi, rốt cuộc nó đang nằm trong tay ai. Lão đạo sĩ vô thức hỏi lại, là thứ gì? Hạ thiên là đồ đệ của Trương Minh Đà. Nam nhân mặc kim y lạnh lùng nói, mới tí tuổi đầu đã lợi hại đến mức không giống con người, nhưng hắn lại là con người. Như vậy, bổn tọa có lý do hoài nghi vật mà năm đó các ngươi trộm đang nằm trong tay Trương Minh Đà, sau đó ông ta đã đưa cho đồ đệ của mình, có phải như vậy không? Ta không biết ngươi nói cái gì. Đại não lão đạo sĩ Lôi Thôi rốt cuộc cũng đã giảm sóc, không khỏi hỏi, dưới đáy Hoàng Sơn còn có thể có vật gì chứ? Ngươi còn giả ngu với ta. Nam nhân mặc kim y lạnh lùng nhìn lão đạo sĩ Lôi Thôi, nghiêm túc nói, vừa rồi ta đã kiểm tra cơ thể của Hoàng Y, bên trong cơ thể của hắn ta không có vật của năm đó. Năm đó, ta nhìn chúng thứ đó mới hạ trọng chú ở Hoàng Sơn. Nếu không, bổn tọa không cần lãng phí thời gian ở đây. Đó là chuyện của ngươi. Biểu hiện của lão đạo sĩ Lôi Thôi vẫn không mặn không nhạt, làm sao ta biết ngươi muốn làm gì? Nam nhân mặc kim y thấy không thể moi được bất kỳ lời gì từ miệng của lão đạo sĩ, không khỏi có chút thất vọng giễu cợt, ha ha, dám làm mà không dám nhận. Nhân loại các ngươi rốt cuộc cũng chỉ có chút cách cục đó mà thôi. Ngươi nói giống như cách cục của ngươi lớn lắm vậy, lão đạo sĩ mắng trả. Tất nhiên rồi, nam nhân mặc kim y ngạo nghễ nói, hắc sát tộc chúng ta, cho dù ở liên minh tu tiên cũng là ma tộc đỉnh phong, nhân loại các ngươi sao có thể so sánh. Lão đạo sĩ cười lạnh, hỏi ngược một câu, nếu các ngươi nghiêu bức như thế, tại sao các ngươi còn luân lạc đến chỗ này, mượn nhờ cơ thể nhân loại mới có thể sống sót? Đây chính là cách cục của ma tộc. Còn chưa đến phiên ngươi giáo huấn bổn tọa, ngươi không có tư cách này. Nam nhân mặc kim y giống như bị chạm đến chỗ đau, giận tím mặt, cho dù không có vật kia, chỉ dựa vào linh mạch còn sót lại trong người Hoàng Y cũng đủ dùng rồi, chỉ là hiệu quả kém hơn một chút mà thôi. Đợi đến khi ma chủ hàng thế, nhân loại các ngươi sẽ trở thành huyết nô, ngươi cứ chờ đó mà xem. Được thôi, ta chờ. Lão đạo sĩ cười khẽ, sau đó giơ ba ngón tay, nhưng ta đoán ngươi sống không quá con số này. Nam nhân mặc kim y nhìn lão đạo sĩ, ngươi đừng chơi trò này với bổn tọa. Ta nói cho ngươi biết, trong vòng 3 ngày, chờ ta lấy được linh mạch bên trong cơ thể Hoàng Y ra, đến lúc đó không có ai là đối thủ của bổn tọa. Bây giờ là con số này. Nụ cười trên mặt lão đạo sĩ vẫn không thay đổi, bỗng thu lại một đầu ngón tay. Bốp, nam nhân mặc kim y không khỏi giận dữ, đưa tay đánh lão đạo sĩ một cái, ngươi đừng tưởng rằng bổn tọa không dám giết ngươi. Lão đạo sĩ bay ra xa mấy mét, nhưng cũng không bị thương nhiều. Ông ta cũng lười trở mình, chỉ nói, ta đùa một chút thôi mà, ngươi cần chi phải kích động như vậy. Lực ma, ngươi nhốt ông ta lại, để ông ta giúp giải quyết tắc nghẽn linh mạch bên trong cơ thể Hoàng Y. Nam nhân mặc kim y lười so đo,
lạnh giọng phân phó thuộc hạ, nếu ông ta không nghe lời, ngươi cứ giết chết ông ta. Phối hợp, nhất định phối hợp, ta còn chưa sống đủ mà. Lão đạo sĩ vô cùng thức thời cười nói. Nam nhân thanh niên tên Lực Ma một tay nhấc lão đạo sĩ lên bước ra khỏi thạch thất, vòng đến một thạch thất khác đằng sau Thiên Đô Phong. Hoàng Y đang bị nhốt ở đây để hút lấy linh mạch. Này, vị Lực Ma huynh này, ngươi cầm chặt quá, có thể lỏng ra một chút được hay không? Lão đạo ta sắp bị ngươi bóp nát rồi. Lão đạo sĩ vùng vẫy hai lần, phát hiện không có tác dụng, vì thế liền lên tiếng cầu xin. Lực Ma hừ lạnh một tiếng, chỉ vào lão đạo sĩ mà mắng, hừ, lão già, bớt chơi đều ở đây đi. Đại nhân chiều theo ngươi nhưng ta thì không, nếu ngươi còn nói nhảm nữa, ta tiện tay bóp chết ngươi đấy. Lực Ma huynh, có chuyện gì thì từ từ nói. Lão đạo sĩ cười khẽ, ngươi thoải mái với ta bây giờ, chờ đến khi các ngươi bị Hạ Thiên thanh toán, ta còn có thể van nài cho ngươi, nói không chừng ngươi có thể thoát chết thì sao? Lão gia hỏa, con mẹ nó ngươi muốn chết đúng không? Lực Ma giận tím mặt, ném lão đạo sĩ xuống đất, chỉ tay mắng to, ta không ngại nói cho ngươi biết, tay này của ta có khí lực mấy chục vạn cân. Trên đời này không có ai là đối thủ của ta, cho dù Thiên Vương lão tử đến, ta cũng có thể một quyền đập chết hắn ta chứ đừng nói chi tên cầu thí Hạ Thiên. Vừa dứt lời, từ trên cao vang lên một giọng nói lười biếng, ngươi mắng ai cầu thí đấy? Ngươi muốn chết đúng không? Là ai? Lực Ma giật mình, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía phát ra âm thanh, quả nhiên nhìn thấy một bóng người. Sắc trời còn chưa sáng lắm, chỉ lờ mờ nhìn thấy một hình dáng, sau lưng còn có ánh sáng yếu ớt, ngược lại có mấy phần phong thái cao nhân. Vừa rồi tên ngốc ngươi gọi tên của ta, Hạ Thiên nhẹ nhàng nhảy một cái, rơi xuống giữa hai người, biểu hiện uể oải, bây giờ ta đến rồi, ta cũng muốn nhìn xem làm sao ngươi có thể dùng một quyền đấm ta được. Lực Ma nghe xong, con người bỗng nhiên co rụt lại, ngươi chính là Hạ Thiên. Ta chính là Hạ Thiên, Hạ trong xuân Hạ thu đông, Thiên trong đệ nhất thiên hạ. Hạ Thiên hờ hững nói, nào, ta đứng ở đây, ngươi đánh ta một quyền thử xem. Ngươi muốn lừa ta, Lực Ma cười lạnh, gương mặt hiện lên sự khinh bỉ, trò hề này ta gặp nhiều rồi. Ngươi cố ý dụ ta qua đó, sau đó thừa cơ đánh lén, ngươi còn quá non rồi. Hạ Thiên nhếch miệng, với trí thông minh nhiều đó của ngươi, ngươi cũng đừng tự cho là thông minh. Ngươi cứ ra tay đi, nhưng ta nghĩ đầu óc của ngươi không được, khí lực không đủ, chỉ biết há mồm khoác lác thôi. Nếu ngươi đã khăng khăng muốn chết, vậy ngươi cũng đừng trách ta. Lực Ma hiển nhiên không phải là người có đầu óc, chịu không nổi đả kích, lập tức siết chặt song quyền đánh tới Hạ Thiên. Lực sâu thiên quân. Khi Lực Ma ra tay, mặt đất dưới lòng bàn chân bị đạp phá, có thể thấy được sức mạnh lớn đến bao nhiêu. Khi song quyền vung ra, dường như ngay cả không khí cũng không chịu nổi trọng lượng này, lập tức phát ra âm thanh ầm ĩ quỷ dị. Quyền chưa đến, một cảm giác áp bức khổng lồ đã đến trước. Hạ Thiên không có biểu hiện gì đặc biệt, ngược lại sắc mặt lão đạo sĩ không khỏi thay đổi. Ông ta rõ ràng đứng sau lưng Hạ Thiên nhưng vẫn cảm nhận được ngực trì trệ, giống như có tảng đá nặng ngàn cân đang đè lên ông ta. Bành! Hạ Thiên không trốn tránh, tiếp nhận một quyền này. Cương phong nổ tung, lão đạo sĩ bay ra ngoài, đụng phải một gốc cây mới dừng lại. Lão đạo sĩ không chịu nổi, xoay người phun ra một ngụm máu, nhờ đó mà cảm giác khó thở ở ngực đã nhẹ đi rất nhiều. Ngươi chỉ có chút khí lực đó thôi sao? Hạ Thiên vẫn hời hợt như cũ, giống như vừa mới bị cành liễu quạt trúng, ngươi chưa ăn cơm à? Không thể nào, Lực Ma mở to mắt, không thể tin nổi, lực đạo của ta nặng mấy ngàn cân, ngươi chỉ là phàm nhân, không có lý do gì có thể chống đỡ được. Hạ Thiên cảm thấy buồn cười, giễu cợt, có lý do hay không thì đều chặn được. Nếu đây chính là khí lực lớn nhất của ngươi, ngươi cũng chẳng có gì thú vị. Ngươi nên đi chết đi. Hừ, ngươi khoan đắc ý đã. Lực Ma bị kích thích, liền quát khẽ một tiếng, hai tay tăng vọt, bắp tay cuồn cuộn giống như thân cây mấy trăm năm, lại ăn ta một quyền, lôi đỉnh vạn quân. Một quyền này quả thật không giống lúc trước. Bởi vì chung quanh nắm đấm có lôi ý ba động, trong quyền phong còn có điện lửa màu lam lấp lóe không yên. Cái này còn có chút thú vị. Hạ Thiên cười một tiếng, rốt cuộc cũng có chút xíu biểu hiện hứng thú. Đi chết đi, Lực Ma cắn chặt răng, khu động nắm đấm giống như Thái Sơn, chậm rãi đánh về phía Hạ Thiên.
Bành. Quyền phong đến đâu, mặt đất đều bị cày ra một cái hố tròn. Phóng nhãn nhìn lại, cây cối bên trong phạm vi mấy trăm dặm đều bị ngăn trở. Uy lực to lớn, xác thực không phải nhân loại có khả năng làm được. Tuy nhiên, Hạ Thiên vẫn bình yên vô sự, cười nói, một quyền này thì được, nhưng vẫn còn chưa được thú vị cho lắm. Ngươi có thể né tránh được, nhân loại quả nhiên không thể tin. Lực ma kinh ngạc, thẹn quá hóa giận, ngươi không phải nói không tránh mà. Cho nên ta mới nói đầu óc của ngươi không dùng được. Hạ Thiên lười biếng nói, ngươi nhảy lên nhảy xuống, mà ta thì đã nói ta đứng ở đây, ngươi đánh ta một quyền thử xem. Là do ngươi ngu ngốc, ngay từ đầu đã không dùng toàn lực. Cho ngươi cơ hội ngươi cũng không dùng được, còn có thể trách ai? Lực ma nghẹn họng, cái này. Bây giờ đến phiên ta. Hạ Thiên mỉm cười, siết chặt quả đấm, ngươi có dám đứng yên chịu một quyền của ta không? Hừ, chỉ là phàm nhân, một quyền có uy lực lớn bao nhiêu chứ? Lực ma cũng là người thích sĩ diện, đưa tay chỉ vào Hạ Thiên, lão tử đứng im ở đây, có gan thì ngươi dùng toàn lực đánh tới. Nếu lão tử cau mày dù chỉ một chút, ta sẽ là con của ngươi. Hạ Thiên nhếch miệng, bớt chiếm tiện nghi của ta đi. Con trai ta Hạ Lãnh còn đẹp trai hơn ngươi gấp một vạn lần. Ngươi, hừ, ngươi đừng có đùa ta. Lực ma rốt cuộc phát hiện hắn ta không cách nào đấu võ mồm lại với Hạ Thiên. Lập tức vận chân khí hình thành một thuẫn giáp hộ thể. Hắn ta nói với Hạ Thiên, ta đứng đây, có gan ngươi, a. À. Lời còn chưa nói hết, nắm đấm của Hạ Thiên đã xông đến. Không hề có chút khách sáo, cũng không có chút báo hiệu nào. Quyền phong, khẩu hiệu, thậm chí tên chiêu thức cũng không hô, cứ như vậy mà đánh vào bụng lực ma. Lực ma vốn có chút ngoài ý muốn, muốn mắng Hạ Thiên không có võ đức. Kết quả phát hiện sau khi hắn ta trúng một quyền này, dường như chuyện gì cũng không có, không khỏi mừng rỡ. Ha ha ha, người đúng là hạng giá áo túi cơm, chút khí lực đó mà cũng dám giả bộ. Lực ma cười ha hả, chỉ vào Hạ Thiên mà mắng, lão tử để cho ngươi đánh 10 quyền 8 quyền đều được. Không cần đâu, Hạ Thiên lười biếng lắc đầu, bởi vì ngươi đã chết. Lực ma đầu tiên là sửng sốt, sau đó lại càng cười như điên. Thậm chí còn không dừng được, ha 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 ha, thật sự chết cười lão tử mà. Chỉ có bấy nhiêu thôi mà cũng nổ cho to, đúng là da mặt dày vô cùng. Hạ Thiên hoàn toàn không thèm để ý đến hắn ta. Hắn chậm rãi bước đến bên cạnh lão đạo sĩ, thuận miệng hỏi, người quen biết với đại sư phụ của ta sao? Đại sư phụ của ngươi là ai? Lão đạo sĩ nghi hoặc hỏi. Hạ Thiên nhếch miệng, bớt làm bộ trước mặt ta đi. Nếu không... Ta đánh người đấy, người đừng cho là ta đang nói đùa. À, ngươi vừa nói ngươi tên Hạ Thiên đúng không? Lão đạo sĩ làm ra vẻ bừng tỉnh, trước kia Trương Minh đã có viết thư cho ta, nói ông ta có nhận một đồ đệ tên Hạ Thiên, còn nói ngươi là thiên tài trong thiên tài. Bây giờ gặp, bốp, Hạ Thiên tát cho một cái, còn giả bộ nữa hả? Trước đó chúng ta đã gặp một lần ở vườn trà. Dám không nhìn ta, lão tử sẽ cho các ngươi chết chung. Lực ma thấy Hạ Thiên không coi ai ra gì, cứ đứng nói chuyện với lão đạo sĩ, không khỏi giận đến mức phổi muốn nổ tung, siết chặt nắm đấm muốn tiến lên cho Hạ Thiên một bài học. Kết quả, hắn ta nổ thật. Cái này, cái này. Lão đạo sĩ lôi thôi bị cảnh tượng trước mắt chấn kinh, chỉ vào lực ma đã bị nổ thành cặn bã, hỏi Hạ Thiên, hắn ta. Nói mà cũng không nói được sao. Hạ Thiên khinh thường nói, ngươi cũng bị cảnh tượng như vậy hù dọa. Cũng không phải là bị hù dọa, chẳng qua chỉ cảm thấy có chút khó tin. Lão đạo sĩ lôi thôi lấy lại tinh thần, cười nói, nhìn dáng vẻ của ngươi, hẳn cũng chưa từng học qua thần công gì, tại sao ngươi lại có uy lực lớn đến như vậy? Hạ Thiên nhếch miệng, có liên quan gì đến ngươi? Hẳn không có. Lão đạo sĩ lắc đầu, lập tức nói, tuy nhiên, ngươi thật sự là đồ đệ của Trương Minh Đà sao? Nhìn không giống chút nào. Giống hay không không liên quan đến ngươi. Hạ Thiên ngáp một cái, nếu ngươi không phải người thân của vợ tiếp viên hàng không, ta cũng lười cứu ngươi. Lão đạo sĩ mỉm cười, tiểu lý là một đứa bé tốt, hy vọng ngươi có thể đối tốt với nó. Điều này còn cần ngươi nói sao? Hạ Thiên trừng mắt nhìn lão đạo sĩ, nếu ngươi đã được cứu, ngươi mau xuống núi, đừng để vợ tiếp viên hàng không lo lắng. Ta không muốn cứu ngươi lần thứ hai. Lão đạo sĩ gật đầu, được. Để ta xuống núi.
Thật ra lão đạo muốn tìm Trương Minh Đà trò chuyện một chút, cũng không biết phương thức liên lạc với ông ấy như thế nào. Đại sư phụ của ta đang ở dưới chân núi Trung Nam Sơn, người muốn tìm ông ấy thì đến đó mà tìm. Hạ Thiên thuận miệng nói. Trung Nam Sơn là chỗ tốt, cách nơi này không xa. Lão đạo sĩ cười khẽ, chia tay nhau 40 năm trước, đến nay chưa gặp, ta cũng có chút nhớ ông ấy. Hạ Thiên nói, người thôi đi, đại sư phụ ta có vợ rồi, không thích nam nhân đâu. Tên nhóc người nói chuyện không biết bịt miệng, lão đạo sĩ lắc đầu, đột nhiên cảnh giác nhìn chung quanh. Tiếp theo, ông tàn nhẫn bẻ gãy đầu ngón tay trái của mình, lấy ra một vật như hạt gạo từ xương ngón tay đưa cho Hạ Thiên. Cái này cho ngươi, ngươi hẳn sẽ dùng đến. Lão đạo sĩ gắn ngón tay lại, năm đó, ta và Trương Minh Đà đã trộm được thứ này từ dưới đáy Hoàng Sơn. Hạ Thiên không nhận, chỉ hỏi một câu, là vật gì thế? Ta cũng không biết, dù sao nó cũng rất quan trọng. Lão đạo sĩ cười ha hả, đương nhiên Trương Minh Đà muốn ta cũng không cho. Vậy ngươi đưa ta làm gì? Hạ Thiên bĩu môi. Lão đạo sĩ lắc đầu, làm ra vẻ cao thâm, ta cũng không biết, chỉ là trong đầu ta vẫn luôn có một giọng nói với ta thứ này nên cho ngươi. Không hứng thú, Hạ Thiên trực tiếp từ chối. Ngươi thật sự không có hứng thú. Lão đạo sĩ kinh ngạc, thứ này có khi sẽ có tác dụng đối với ngươi, hơn nữa còn có thể giải khai một số nghi hoặc trong lòng ngươi. Hạ Thiên khó chịu nói, ta đã nói rồi, ta không có hứng thú, ngươi muốn cho ai thì cho. Lão đạo chỉ muốn cho ngươi. Lão đạo sĩ quăng về phía Hạ Thiên, ngươi lấy thì lấy, không lấy thì ném đi. Chỉ là, vật kia còn chưa rơi vào tay Hạ Thiên, một bóng người lướt qua, vớt được vật kia vào tay. Ha ha, nếu các ngươi không muốn, vậy thì tiện nghi cho bổn tọa thôi. Nam nhân mặc kim y xuất hiện, đắc ý cười nói. Sắc mặt lão đạo sĩ trắng nhợt, bóp cổ tay không thôi. Ông ta đã quá chủ quan, lại lấy đồ của mình ra ở đây. Thứ này quả nhiên nằm trong tay ngươi. Nam nhân mặc kim y nhìn vật trong tay, lập tức giận dữ, chỉ vào lão đạo sĩ quát lớn, vừa rồi ngươi còn chống chế đủ kiểu, bây giờ thì thế nào đây? Lão đạo sĩ cố giả bộ bình tĩnh, đây chỉ là quà gặp mặt ta tặng cho cháu rể của mình, ngươi cũng muốn đoạt à? Đánh giám, nam nhân mặc kim y trừng mắt với lão đạo sĩ, Nhiếp Vân Mộng, ngươi đúng là vịt chết còn mạnh miệng. Chuyện cho đến bây giờ, ngươi còn cố làm trò cười. Ngươi thật sự cho rằng cái gì bổn tọa cũng không biết. Nếu ngươi đã biết, vậy còn hỏi lão đạo để làm gì? Lão đạo sĩ hiển nhiên hạ quyết tâm giả ngu đến cùng. Nam nhân mặc kim y đầu tiên là tức giận, sau đó mỉm cười giễu cợt, không sao, dù sao vật cũng đã ở trong tay bổn tọa. Tuy nhiên, để tránh tin tức lọt ra ngoài, hai người các ngươi không thể sống. Buồn cười, Hạ Thiên khinh thường nói. Ngươi cảm thấy một thủ hạ bại tướng như ngươi nói những lời này với ta thích hợp sao? Hừ, đúng là không biết mùi vị. Nam nhân mặc kim y hừ lạnh một tiếng, bổn tọa lười lãng phí thời gian và tinh lực cho những chuyện vô vị. Ngươi chẳng qua chỉ là phàm nhân mà thôi, đánh thắng mấy tên phế vật, nghe vài câu nói khoác thì cho rằng mình vô địch thiên hạ. Hạ Thiên thành thật nói, vô địch là thực lực được thể hiện ra bên ngoài, chứ không phải nói khoác. Loại ngớ ngẩn không có thực lực như ngươi sẽ không hiểu đâu. Bổn tọa không có thời gian nói nhảm với ngươi, ta còn phải đi luyện hóa linh mạch và phân tích vật này. Nam nhân mặc kim y khinh bỉ lắc đầu, sau đó gọi một tiếng, tình ma, tâm ma, tất cả ra đây, thay bổn tọa chào hỏi bọn họ. Nói xong, ông ta mang theo vật kia lách mình rời đi. Ta cho ngươi đi sao? Giữa ngón tay Hạ Thiên sáng lên một cây ngân châm. Bắn tới nam nhân mặc kim y. Đinh! Một thanh trường kiếm đột nhiên xuất hiện chém dụng ngân châm Hạ Thiên bắn ra. Hai bóng người rơi xuống trước mặt Hạ Thiên. Một nữ nhân cầm trong tay một con dao ngắn, đặt vào cổ họng lão đạo sĩ. Người còn lại chính là đại ca của Nhiếp Tiểu Lý, Nhiếp Côn Bằng. Hạ Thiên, đối thủ của ngươi là ta. Nhiếp Côn Bằng cầm thanh phong dài ba thước trong tay, bày ra một tư thế thật đẹp trai. Đứng quay lưng về phía Hạ Thiên, mặc dù Tiểu Lý thích ngươi nhưng ngươi và Nhậm Tiên Sinh là địch, ta không thể không giết ngươi. Ngươi nói giống như ngươi có thể giết được ta. Hạ Thiên thản nhiên nói, nếu ngươi không phải anh trai vợ tiếp viên hàng không, ta đã sớm xử lý ngươi ở khách sạn rồi. Nhiếp Côn Bằng mỉm cười, nhấc kiếm chỉ vào Hạ Thiên, cuồng vọng phải cần vốn liếng.
nếu ngươi có thể đỡ ta ba kiếm, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Nể mặt vợ Tiếp Viên Hàng Không, ta nhường ngươi 10 chiêu. Hạ Thiên nói, nhanh lên đi, đừng lãng phí thời gian của ta. Đúng là chấp mê bất ngộ, nói cái gì cũng vô dụng thôi. Nhiếp Côn Bằng lắc đầu thở dài, vậy ta chỉ có thể giết ngươi. Có gì sau đó ta sẽ nói tiếng xin lỗi Tiểu Lý vậy. Một bên khác, Tình Ma Tiểu Tỷ Tỷ có chút không kiên nhẫn nói với Nhiếp Côn Bằng, đừng nói nhảm nữa, mau giết hắn đi. Ta cho ngươi 10 phút, đừng lãng phí thời gian, cẩn thận kẻo rơi vào kết quả giống Lực Ma. Không cần 10 phút, 10 giây là đủ. Nhiếp Côn Bằng hừ nhẹ một tiếng, vung mạnh thanh kiếm, kiếm khí lũ lượt bổ tới Hạ Thiên. Hạ Thiên cũng không vội, thậm chí còn ung dung nói, ta chỉ cần 3 giây là có thể xử lý ngươi. Ngươi không thể, Nhiếp Côn Bằng thừa dịp Hạ Thiên tránh kiếm khí, trong nháy mắt đã vọt đến trước mặt hắn, một kiếm xuyên qua ngực, lúc này mới kiếm thứ hai mà ngươi đã thua. Hạ Thiên mở to mắt, không thể tin được chỉ vào Nhiếp Côn Bằng, ngươi, ngươi. Đáng tiếc, lời còn chưa nói hết, cả người đã bị Nhiếp Côn Bằng đạp bay ra ngoài. Chẳng có gì hơn, Nhiếp Côn Bằng có chút thất vọng, lắc đầu cảm thán, ta vốn tưởng rằng có cơ hội thi triển kiếm kỹ, xuất ra toàn lực, kết quả còn chưa bắt đầu đã kết thúc. Một âm thanh lười biếng có chút tán đồng vang lên bên cạnh, đúng là đã kết thúc. Cái gì? Nhiếp Côn Bằng nghe được âm thanh này, không khỏi sợ hãi cả kinh. Hắn ta quay đầu nhìn lại, phát hiện Hạ Thiên đang ngồi trên một gốc cây cười hì hì nhìn hắn ta. Không thể nào, Nhiếp Côn Bằng nhìn người bị hắn ta một kiếm xuyên thủng, chính là nữ nhân tên Tình Ma, đây chính là di hình hoán ảnh. Hạ Thiên lắc đầu, di hình hoán ảnh cấp thấp quá, hơn nữa ta chẳng thèm sử dụng thứ đó. Chỉ là trò xiếc, Nhiếp Côn Bằng cũng không còn hoảng hốt. Lạnh giọng cười một tiếng, chỉ là loại trò vặt này không còn có lần sau. Có hay không không do ngươi nói, là do ta nói. Hạ Thiên mỉm cười, nhưng tiếng cười vừa dứt, cả người đã bị chém thành hai nửa. Cũng may chỉ là một tàn ảnh. Hiển nhiên Hạ Thiên đã dự đoán được Nhiếp Côn Bằng muốn làm gì. Nhưng một giây sau, Hạ Thiên vừa mới xuất hiện, kiếm của Nhiếp Côn Bằng đã đâm qua. Ta đã đoán được ngươi sẽ xuất hiện ở đây. Gương mặt Nhiếp Côn Bằng nở nụ cười như ý, thoáng nhìn mũi kiếm dính máu tươi, cười đến sán lạn. Lúc này, Nhiếp Côn Bằng đã dự đoán được Hạ Thiên muốn làm gì. Đáng tiếc ngươi hoa mắt rồi. Giọng nói của Hạ Thiên vang lên sau lưng Nhiếp Côn Bằng, đó không phải máu. Nhiếp Côn Bằng giật mình, trở tay đánh một kiếm, lại là tàn ảnh. Cứ lặp đi lặp lại. Một lát sau, Hạ Thiên rốt cuộc ngừng lại, có chút nhàm chán ngáp một cái, được rồi. 10 chiêu đã xong, người còn thừa lại 3 giây để đào mệnh. Người dùng thân pháp gì? Nhiếp Côn Bằng cũng không vội vã chạy trốn, cấp thiết muốn biết một điều, vì sao ta luôn không đuổi kịp ngươi? Ta học chính là phù không nhất lược, thân pháp truyền thừa đỉnh cấp của Hoàng Sơn Phái. Hạ Thiên cười nói, ta học chính là phiếu miểu bộ, còn có chỉ xích thiên nhai, người có nghe qua chưa? Chưa hề nghe qua. Nhiếp Côn Bằng lập tức nói, hẳn sư phụ của ngươi cũng đến từ dị giới. Ngươi đoán đúng, nhưng đáng tiếc không có phần thưởng. Hạ Thiên nhếch miệng. Nhiếp Côn Bằng buông kiếm, ta đã đánh giá thấp ngươi rồi. Đừng nói nghe hàm xúc như vậy, ngươi đã thua. Hạ Thiên nhấn mạnh. Đúng, ta thua. Nhiếp Côn Bằng ngạo nghễ nói, mạng của ta, ngươi cứ việc lấy. Hạ Thiên hờ hững đi ngang qua người Nhiếp Côn Bằng, lời gì cũng không nói. Vì sao ngươi không giết ta? Chẳng lẽ vì Tiểu Lý sao? Nhiếp Côn Bằng gọi Hạ Thiên, bi phẫn quát, ta không cần ngươi thương hại, mau giết ta đi. Hạ Thiên không quay đầu lại, ta đã giết, ngươi cũng đã chết. Hạ Thiên, ngươi đứng lại, muốn giết cứ giết, ngươi đừng sỉ nhục ta. Nhiếp Côn Bằng không hiểu lời này của Hạ Thiên là có ý gì, chẳng qua hắn ta cảm thấy mình bị khinh thường. Hắn ta muốn Hạ Thiên cho mình một lời giải thích. Tuyệt không muốn tiếp nhận kết quả không rõ ràng này. Nhưng khi hắn ta vừa mới cất bước đột nhiên sau ót của hắn ta nhói lên, sức lực toàn thân giống như bị rút sạch, cả người ngã nhào xuống đất. Không biết qua bao lâu, hắn ta dần dần mở mắt, cảm nhận được có thứ gì đó bên trong cơ thể mình đang trôi đi. Cũng không biết là máu, là hồn phách hay là cái gì khác. Hắn ta nghiến răng chống đỡ, đưa tay sờ lên sau ót, quả nhiên sờ được một cây ngân châm. Hắn ta vô thức muốn rút ra, nhưng vừa mới động đậy,
hắn ta lập tức bị một cơn đau nhức đánh tới, cả người hôn mê lần nữa. Lão đạo sĩ tiến lên đỡ lấy Nhiếp Côn Bằng, hai tay như bay xoa bóp mấy đại huyệt trên cơ thể của hắn ta. Lúc này, Nhiếp Côn Bằng mới chậm rãi tỉnh lại, đưa mắt nhìn lão đạo sĩ, trực tiếp hỏi, chuyện gì xảy ra với ta vậy? Sau đầu của ngươi có một cây ngân châm cắt đứt mệnh mạch của ngươi. Lão đạo sĩ giải thích, cho nên, ngươi chết thật rồi, hắn không có nói sai. Đúng là nói hưu nói vượn, Nhiếp Côn Bằng hiển nhiên không tin mấy lời nói hoang đường này, lập tức khiển trách tứ bá gia, bây giờ ta đang còn sống mà. Lão đạo sĩ lắc đầu, cho nên, châm pháp của hắn thật sự thần kỳ, vượt qua Trương Minh Đà gấp 10 lần, cũng có thể gấp 100 lần. Ông bổ sung thêm, nếu ngươi không tin, ngươi cứ sờ vào huyệt phong phủ sau ót. Đây là, gương mặt Nhiếp Côn Bằng hiện lên sự kinh ngạc, nhưng vẫn đưa tay sờ sau ót, quả nhiên sờ được đuôi một cây ngân châm. Lão đạo sĩ kéo tay của hắn ta, trịnh trọng cảnh cáo, đây là đoạn mạch châm, tuyệt đối đừng động vào. Động, ngươi sẽ chết. Tuy nhiên, giữ châm này lại, cuộc sống sau này của ngươi cũng không dễ chịu, ngày nào cũng sẽ tiếp nhận cơn đau kịch liệt. Sống hay chết, ngươi chọn đi. Nhiếp Côn Bằng rốt cuộc cũng đã biết câu nói kia của Hạ Thiên là có ý gì. Hạ Thiên đã giết hắn ta, một ngân châm đoạn mất mệnh mạch của hắn ta. Nhưng Hạ Thiên nể mặt Nhiếp Tiểu Lý, cũng không trực tiếp rút cây châm ra, lưu lại chút hy vọng sống cho hắn ta. Cho nên, bây giờ Nhiếp Côn Bằng đang đứng trước một lựa chọn khó khăn. Hoặc hắn ta dứt khoát rút ngân châm ra, muốn chết sẽ chết, xong hết mọi chuyện. Hoặc giữ ngân châm lại, nhưng ngày nào cũng sẽ bị cơn đau đớn tra tấn. Nhiếp Côn Bằng suy nghĩ một hồi, cuối cùng vẫn thỏa hiệp. Từ nhỏ, hắn ta đã cảm thấy mình khác với người khác. Sau khi lớn lên, hắn ta là một anh hùng không sợ đau, không sợ chết. Nhưng lúc này, hắn ta phát hiện hắn ta không sợ chết như mình đã nghĩ, chỉ là trước kia hắn ta cảm thấy mình không thể nào chết được mà thôi. Một khi cái chết giáng xuống, hắn ta cũng sẽ sợ, sẽ tiếc mệnh. Ví dụ như bây giờ, hắn ta lựa chọn giữ lại ngân châm, kéo dài hơi tàn. Hắn ta cảm kích Hạ Thiên, nhưng cũng hận Hạ Thiên. Cảm kích Hạ Thiên đã giữ lại một mạng cho hắn ta, đồng thời cũng hận Hạ Thiên đã không giết hắn ta, mà để chính hắn ta đâm thủng giấc mộng anh hùng mà mình tưởng tượng ra. Nhiếp Côn Bằng thất vọng hỏi, tứ bá gia, chẳng lẽ ta đã làm sai? Tại sao ông trời lại đối xử với ta như thế? Ta không biết, lão đạo sĩ lắc đầu, nhưng Nhậm Ngự Thiên Tuyệt không phải người tốt lành gì, ngươi cam nguyện làm chó cho ông ta, rơi vào kết quả như vậy cũng là do chính ngươi gieo gió gặt bão. Nhiếp Côn Bằng nói, Nhậm tiên sinh đã nói, ông ta muốn làm đại sự để cứu vớt tất cả thương sinh trên trái đất, hy sinh linh mạch Hoàng Sơn cũng là chuyện bất đắc dĩ, càng là hy sinh cần thiết để thành tựu đại nghiệp. Chỉ cần được chuyện. Về sau ông ta sẽ dẫn ta đến tinh không vô ngân, tiến vào liên minh tu tiên, nhận biết đại thế giới hạo nhiên. Chỉ là mấy lời nói nhảm lừa con nít, lão đạo sĩ lắc đầu, tuy nhiên, khi ông ta tìm ngươi, ngươi xác thực vẫn chỉ là một đứa bé. Điều này không thể trách ngươi được, chỉ có thể nói Nhiếp thị vốn nên có một đạo kiếp, cũng may còn có người đến phá kiếp. Tuy nhiên, điều này cũng chẳng liên quan đến ta, Nhiếp Côn Bằng im lặng, một lúc lâu sau. Hắn ta thở dài, chậm rãi đứng lên, run rẩy rời đi. Lão đạo sĩ nhìn theo bóng lưng Nhiếp Côn Bằng đi xa, trong lòng cũng cảm khái vô hạn. Vì một vật như thế, ma tộc đã tính toán Nhiếp gia Hoàng Sơn. Nhiếp gia bọn họ phản kích, nhưng rồi không thể không ngồi nhìn một số thanh niên tài tuấn trong tộc tan biến. Cũng may, mấy trăm năm trôi qua, rốt cuộc cũng đã nghênh đón thời khắc cuối cùng. Hy vọng rằng tất cả hy sinh đều đáng giá. Lão đạo sĩ đưa mắt nhìn lên trời, Hạ Thiên hẳn là người thiên mệnh. Bằng không, mọi thứ sẽ thua thôi. Chấm. Tiên Vân Đại Lục. Lam Kinh, Đảo Thần Tiên. Sau khi giải quyết Dã Hỏa Lão Tổ, chúng nữ lần lượt quay về. Trải qua lần thí luyện bên ngoài, bọn họ cũng đã biết được nhược điểm của mình, đồng thời cũng biết được sự khác biệt giữa thế giới tu tiên và trái đất. Nhất là tự mình trải qua chiến đấu. Các nàng cũng biết được nhược điểm của mình là gì. Kinh nghiệm như thế còn khắc sâu hơn so với người khác một vạn lần. Ngoại trừ Nguyệt Thanh Nhã, Cơ Thanh Ảnh, Dạ Ngọc Mị vốn là tu tiên giả sinh ra ở Tiên Vân Đại Lục, những nữ nhân khác của Hạ Thiên hoặc nhiều hoặc ít đều có đủ loại vấn đề.
Cho dù năng lực thích ứng cực tốt như Mộc Hàm, Khôi Nhi, hoặc vốn là người tu hành như Hàm Sương, tất cả đều có những hạn chế, không thể nào phát huy hết sức mạnh của mình một cách tự do và thoải mái. Cho nên, Nguyệt Thanh Nhã và Cơ Thanh Ảnh đã thương lượng với nhau, quyết định giảng giải từng phương diện trong hệ thống tu tiên cho các nàng. Phía trước Thủy Hiên có một thác nước, khuấy động bọt nước như tuyết. Bốn phía lại có kỳ hoa dị thảo, hương thơm ngào ngạt. Chúng nữ hoặc đứng hoặc ngồi, hoặc nằm trong đình trước Thủy Hiên. Tuy nhiên, ánh mắt của tất cả đều chân thành nhìn Nguyệt Thanh Nhã, lắng nghe cũng rất cẩn thận. Hôm nay, trong buổi học này, ta muốn nhấn mạnh với mọi người thân pháp khinh công một chút. Hôm qua, Nguyệt Thanh Nhã một lần nữa giảng giải khái niệm và thuật ngữ tu tiên cơ bản cho các nàng. Hôm nay, rốt cuộc nàng cũng đi vào chính đề. Để mọi người không cảm thấy nhàm chán, nàng giảng giải những thứ thú vị đầu tiên. Chán quá, khinh công thân pháp gì chứ, quá đơn giản. Liễu Mộng nhàm chán ngáp một cái, Nguyệt tỷ tỷ, phiếu miểu bộ là đủ rồi mà. Chỉ bằng tỷ nói làm sao ngự kiếm phi hành đi, như vậy mới tuyệt. Liễu Vân Mạn trừng mắt nhìn Liễu Mộng, kéo tay áo của nàng, cô, đừng nói nữa, Nguyệt tỷ tỷ tức giận đấy. Có gì mà phải tức giận? Liễu Mộng không hiểu, mặc dù tuổi tác của nàng không nhỏ nhưng tính tình vẫn như đứa trẻ, không biết quan sát nét mặt, có cái gì thì nói cái đó. Mộng, ngươi không cần phải gấp, về sau sẽ nói đến chuyện mà ngươi quan tâm. Nguyệt Thanh Nhã cũng không tức giận, ngược lại còn mỉm cười giải thích, thiên phú của ngươi cực cao, học xong phiếu miểu bộ đúng là đủ rồi. Tuy nhiên, mọi người ai cũng phải có sở trường riêng. Những người tu hành ở đây, đích thật không ai nhạy cảm bằng ngươi, không bắt được trọng điểm. Cho nên ta phải giảng giải rõ ràng một chút. Vâng, ta sai rồi. Liễu Mộng hiểu ra, vội thè lưỡi, làm tư thế khóa miệng, ta không chen miệng vào nữa, được chưa? Nguyệt Thanh Nhã mỉm cười, bỏ qua khúc nhạc dạo ban đầu, nói tiếp, thân pháp khinh công có ba loại. Một là người nhẹ như yến, muốn bay thì bay, muốn tránh thì tránh, tự do tự tại giống như chim. Hai là trở ngại điều kiện bản thân, không cách nào đằng không phi hành, cũng chỉ có thể mượn nhờ ngoại lực. Trong này lại có một số tình huống. Ba là linh hồn xuất khiếu. Loại này thật ra là loại dễ dàng nhất nhưng cũng khó khăn nhất. Đã là an toàn nhất thì cũng là nguy hiểm nhất. Ta không đề nghị mọi người tu loại công pháp này, cho nên ta tạm thời không nói đến. Nguyệt Thanh Nhã nhìn chúng nữ một hồi, cười hỏi, đối với ba loại thân pháp khinh công này, các ngươi có điều gì cần hỏi không? Ta có, liên quan đến loại thứ nhất, ta dường như biết được một chút. An Khả Khả lập tức đưa tay, cười nói, khi ta còn bé, ta thường xuyên đọc mấy quyển tiểu thuyết võ hiệp, bên trong có nhiều ghi chép về loại này, như Lăng Ba Vi Bộ, Thê Vân Tung, Nhất Vĩ Độ Giang, Thần Hành Bách Biến. Ta cũng đã từng diễn qua nữ hiệp biết khinh công. Nàng vừa nói xong, ngược lại có người lập tức đưa ra dị nghị. Hình như Thê Vân Tung, Nhất Vĩ Độ Giang vẫn phải mượn nhờ ngoại lực mà, hẳn thuộc loại thứ hai. Vương Tiểu Nha lên tiếng. Nói xong, nàng lại phát hiện có chút không đúng, liền khoát tay với An Khả Khả, ta không muốn tranh cãi với ngươi, chỉ là có chút không hiểu. An Khả Khả đương nhiên sẽ không vì chút chuyện này mà tức giận. Nàng cười nói, không sao, ta cũng chỉ thuận miệng nói mà thôi. Thật ra, mọi người nghi ngờ như vậy cũng là chuyện bình thường. Nguyệt Thanh Nhã giải thích, Thê Vân Tung, Nhất Vĩ Độ Giang đúng là phải mượn lực, nhưng có thể bay lên vẫn là dựa vào sức mạnh bản thân. Nếu bản thân không cách nào tự do sử dụng chân khí để khống chế thể trọng, cho dù có mượn lực cũng không thể nào bay lên được. Tố Vi đã từng là sinh viên học viện thể thao, nàng suy nghĩ một chút rồi nói, cho nên, điều này có thể hiểu chính là, nếu chúng ta có thể vận dụng linh hoạt chân khí, tự tại khống chế cơ thể, chúng ta có thể đạt đến hiệu quả khinh công. Đúng, Nguyệt Thanh Nhã gật đầu, đúng là có chuyện như vậy. Thật ra trong tu hành, tất cả mọi công pháp đều giảng giải làm thế nào để vận dụng linh khí, khống chế cơ thể và cân đối giữa hai cái này. Tiếp theo, nàng tiến hành giảng giải mở rộng về ba điểm này. Lấy ví dụ lần trước ở Tiên Vân Đại Lục, các ngươi cũng đã nhìn thấy rõ ràng. Nguyệt Thanh Nhã chậm rãi đứng lên, thân hình khẽ động, giống như một đám mây màu xa gần khó nắm bắt, sau khi vòng quanh chúng nữ một vòng thì quay lại đằng trước. Đây chính là phiếu miểu bộ. Là công pháp khinh công cơ bản nhất trong toàn bộ Tiên Vân Đại Lục. Nguyệt Thanh Nhã mỉm cười,
vén ống tay áo lên, các ngươi hoặc nhiều hoặc ít đều đã học qua, nhưng phiếu miểu bộ có một vấn đề, đó chính là hạn cuối rất thấp, hạn mức cao nhất lại cực cao. Phiếu miểu bộ là công pháp do phiếu miểu tiên tôn sáng tạo ra từ 10 vạn năm trước, nhập môn rất đơn giản, luyện khí kỳ là có thể tu tập. Nhưng môn công pháp này lại có 9 tầng, tu tiên giả bình thường chỉ cần học được 3 tầng đầu tiên là được rồi. Về sau, mỗi lần tăng một tầng, gánh nặng đối với cơ thể sẽ tăng gấp 10 đến 100 lần. Chúng nữ nghe xong, cảm giác hình như có gì đó không thích hợp. Nhưng không ai cắt ngang Nguyệt Thanh Nhã. Học khinh công, vốn là người nhẹ như yến, cấp tốc như bay. Nếu tu hành đến cảnh giới cao, cơ thể nặng thêm, thế thì tu luyện làm gì? Nguyệt Thanh Nhã dừng lại nửa giây, sau đó nói tiếp, cho nên, bất luận tiền bối nào cũng đều phải dựa trên cơ sở phiếu miểu bộ khai sáng ra công pháp khinh công cao hơn, tiêu biểu nhất chính là chỉ xích thiên nhai và xúc địa thành thốn. Thật ra, hai công pháp này có cùng nguồn gốc, nhưng lại đi theo hai hướng khinh công khác nhau. Nói như vậy là như thế nào? Ngải Vi Nhi có chút nghi hoặc, ta đã từng học qua hai thân pháp này, cũng không phát hiện khác nhau chỗ nào. Đó là vì ngươi học chưa đến nơi đến chốn. Cơ Thanh Ảnh từ nãy đến giờ không lên tiếng liền phê bình một câu, nếu ngươi siêng năng nghiên cứu, ngươi sẽ không nói ra những lời như vậy. Ngải Vi Nhi nhất thời im lặng, nàng đúng là không chuyên tâm nghiên cứu, chỉ xem hai công pháp này là một loại công cụ tăng cường kỹ thuật giết người mà thôi. Chỉ xích thiên nhai chú trọng khoảng cách, đó chính là nhanh. Nguyệt Thanh Nhã cười nhạt, bằng tốc độ nhanh nhất để đến chỗ mục tiêu mà mình muốn đến, trong đó dùng phương pháp gì, thủ đoạn gì, tiêu hao bao nhiêu linh khí đều không quan trọng. Cứ như vậy, đối với người sử dụng liền có yêu cầu cực cao. Nếu nửa đường linh khí không đủ, nó sẽ khiến cho mình vạn kiếp bất phục. Thế xúc địa thành thốn thì sao? Sở Giao hỏi, môn công pháp này có chỗ nào đặc biệt, đồng thời còn có hạn chế gì? Xúc địa thành thốn chú trọng chính là hiệu suất. Nguyệt Thanh Nhã tán thưởng nhìn Sở Giao, sau đó giải thích, đó chính là lấy tiêu hao nhỏ nhất, tận khả năng kéo dài khoảng cách nhất. Đây là môn công pháp phát triển bền vững nhất, chỉ cần khống chế tốt tốc độ là có thể sử dụng liên tục không ngừng. Không thể học cả hai loại sao? Lãnh Băng Băng nhẹ giọng hỏi. Có thể, Nguyệt Thanh Nhã cười nói, nhưng hai loại công pháp này tu hành đến cực hạn cũng chỉ có hai người. Một là sư tổ của ta, hai là... Chúng nữ đều cùng hỏi, ai? Hạ Thiên, Hoàng Sơn, Thiên Đô Phong. Nam nhân mặc kim y xây dựng một tế đàn đơn giản bên trên một ngọn núi to lớn. Trên tế đàn vẽ hình 6 con mắt cực lớn, giống như trận pháp, con mắt chính giữa đặt một cái đỉnh. Trong đỉnh có một người hôn mê đang nằm, chính là Hoàng Y. Lúc này, Hoàng Y đang ở trần, trên da thịt vẽ đầy phù văn cổ quái. Có một người đang đặt thứ gì đó vào trong đỉnh, nam nhân mặc kim y bay đến, hỏi thăm, Nhiếp Trường Quý, ngươi chuẩn bị xong chưa? Đại tiên sinh, người nên gọi ta là Tiểu Nhiếp. Nhiếp Trường Quý cung kính trả lời, bên này đã được chuẩn bị thỏa đáng, chỉ chờ mặt trời mọc dương khí xuất hiện, sự việc sẽ thành. Rất tốt, nam nhân mặc kim y mỉm cười thỏa mãn, tán thưởng nhìn Nhiếp Trường Quý, Tiểu Nhiếp, ngươi làm không tệ, bổn tọa rất hài lòng. Sau khi chuyện thành công, tất có trọng thưởng. Nhiếp Trường Quý mỉm cười, vô cùng khiêm tốn, tất cả đều là thứ mà ta phải làm. Có thể làm việc cho đại tiên sinh là vinh hạnh suốt đời của ta. Chuyện hôm qua mà ngài nói. Yên tâm đi, nam nhân mặc kim y sửng sốt một chút, sau đó mỉm cười, chuyện mà bổn tọa đã đồng ý, tuyệt đối sẽ làm được. Quá tốt rồi, Nhiếp Trường Quý hưng phấn xoa tay, đại tiên sinh mau lên, ta hộ pháp đằng sau cho ngài. Không cần, nam nhân mặc kim y lắc đầu, con người đảo một vòng, mỉm cười nói, bổn tọa chẳng những muốn trọng thưởng ngươi, mà còn tặng đại tạo hóa cho ngươi. Nhiếp Trường Quý sững sờ, đại tạo hóa. Đúng, nam nhân mặc kim y cười nói, ngươi không phải muốn trường sinh bất lão sao? Hôm nay bổn tọa sẽ thỏa mãn nguyện vọng này của ngươi. Thật sao, Nhiếp Trường Quý trợn tròn mắt, có chút khó có thể tin ta cũng có thể trường sinh bất lão. Đại tiên sinh, ngài không phải đang nói đùa chứ? Nam nhân mặc kim y cười khẽ. Có chút khinh bỉ nói, bổn tọa nói ngoa từ lúc nào? Nếu ngươi không muốn, thôi quên đi. À, ý của ta không phải như vậy. Nhiếp Trường Quý lập tức quỳ xuống, ta muốn, ta nằm mơ cũng muốn trường sinh bất tử.
đây chính là chuyện mà Tần Thủy Hoàng cũng còn muốn. Ta chỉ là quá kích động, ta có thể thật sao? Nhớ kỹ, là trường sinh bất lão, không phải bất tử. Nam nhân mặc kim y cải chính, muốn bất tử, bây giờ ngươi còn chưa đủ tư cách. Nhiếp Trường Quý hơi có chút thất vọng, nhưng lập tức nhớ đến trường sinh bất lão cũng kiếm bổn không lỗ. Ông ta dập đầu không thôi, mời đại tiên sinh ban thưởng cho ta được trường sinh bất lão. Được, nam nhân mặc kim y mở lòng bàn tay, lộ ra một vật to bằng hạt gạo, ngươi nuốt nó vào đi. Đây là cái gì? Nhiếp Trường Quý sửng sốt, có chút do dự nhìn vật nhỏ kia. Nam nhân mặc kim y không kiên nhẫn nói, đương nhiên là thuốc trường sinh bất lão rồi. Ngươi cho rằng nó là cái gì? Chẳng lẽ bổn tọa còn gạt một phàm nhân như ngươi sao? Ngươi có uống không? Ta uống. Nhiếp Trường Quý không dám do dự, cầm vật kia bỏ vào miệng, hòa lẫn với nước bọt nuốt xuống. Nam nhân mặc kim y nhìn chằm chằm Nhiếp Trường Quý, tiểu nhiếp, ngươi cảm thấy như thế nào? Hình như không có cảm giác gì. Nhiếp Trường Quý cảm nhận một chút, xác thực không có chút cảm giác nào, giống như nuốt một hạt gạo, chỉ là có chút không được thoải mái nhưng cũng không đáng kể. Không thể nào, ánh mắt nam nhân mặc kim y hiện lên sự nghi ngờ, chẳng lẽ thứ này không phải mảnh vỡ thiên đạo? Nếu đúng, chỉ cần dùng huyết nhục sinh linh là có thể khai phong. Mặc dù Nhiếp Trường Quý không hiểu nam nhân mặc kim y đang nói cái gì, nhưng cũng đoán được thứ mà ông ta nuốt vào không phải thuốc trường sinh bất lão. Đại tiên sinh, ngươi rốt cuộc đã cho ta uống cái gì? Đương nhiên là đồ tốt rồi. Nam nhân mặc kim y có chút không kiên nhẫn nói. Quẹ! Nhiếp Trường Quý còn muốn nói tiếp cái gì, bỗng dưng tim giống như bị thứ gì đó đâm một cái, đau đến mức cả gương mặt bị bóp méo, muốn phun vật kia ra. Nuốt trở vào cho ta. Nam nhân mặc kim y tay mắt lanh lẹ, đưa tay chặn miệng Nhiếp Trường Quý lại. Ô ô ô, phốc! Nhiếp Trường Quý liều mạng giãy giụa, chỉ là khí lực toàn thân không phải là đối thủ của nam nhân mặc kim y. Ông ta cảm nhận được giống như có một ngọn lửa đang từng chút một thiêu đốt trong bụng. Tâm can tỳ phổi thận của ông ta bắt đầu bị thiêu đốt, ruột cũng nát. Rất nhanh, ông ta trợn trắng mắt, thất khiếu chảy máu, hiển nhiên sống không nổi. Nam nhân mặc kim y vẫn luôn nắm chặt đầu Nhiếp Trường Quý, ánh mắt nhìn chằm chằm luồng ánh sáng màu vàng nhạt trong cơ thể của hắn ta. Nhìn thấy nó càng lúc càng sáng, cuồng hỉ trong lòng lại càng nhiều. Xem ra, ông ta đã thành công, là vật đó thật. Vật này, trong liên minh tu tiên gọi là mảnh vỡ thiên đạo, chính là thể hiện của ý chí thiên đạo, chỉ những vật tồn tại ở tiên thiên và tinh cầu có sinh mệnh, chẳng qua tên gọi khác nhau mà thôi. Ví dụ trên trái đất, vật này được gọi là mảnh vỡ ý chí trái đất. Thứ này cực kỳ hy hữu, cho dù ở liên minh tu tiên cũng rất ít gặp. Hoặc có thể nói đã bị đám cự đầu liên minh rút sạch sẽ. Ma tộc bọn họ đã bị biếm đến cái nơi bỏ đi này cùng với phủ diêu tiên tử. Ban đầu, bọn họ cho rằng đời này kiếp này sẽ không còn ngày tái khởi nữa. Hơn nữa, phủ diêu tiên tử lựa chọn phong tồn tất cả, trực tiếp đóng lại vạn năm sinh tử quan. Nàng coi nhẹ hết thảy, mặc kệ những người khác. Nhưng đám ma tộc lại không cam lòng trầm luân ở cái nơi bỏ đi này. Bắt đầu con đường tự cứu dài dằng dặc. Vạn năm qua, bọn họ đầu tiên là đột phá trói buộc tiên mộ, phá xuất cái gọi là tam đại bí cảnh, cuối cùng bắt đầu bố cục trên trái đất hơn ngàn năm trước. Nơi này, linh khí vô cùng mỏng manh, tu luyện quá chậm, đoán chừng đến một vạn năm cũng chưa chắc có kết quả. Cho nên, biện pháp nhanh nhất chính là tìm kiếm mảnh vỡ thiên đại hoặc tự mình mô phỏng. Luyện chế mảnh vỡ thiên đạo thành huyền tinh thiên đạo mới có thể được liên minh tu tiên coi trọng, câu thông với dị tộc của bọn họ, từ đó rời khỏi cái nơi rách nát này. Đáng tiếc, gần 1.000 năm qua, bọn họ vẫn không tìm được, chỉ có thể tinh luyện các loại linh mạch trên trái đất. Hoàng Sơn chính là một trong những nơi có linh mạch có khả năng tinh luyện nhất. Chỉ riêng ở Hoàng Sơn, bọn họ đã hao tốn rất nhiều thời gian và tinh lực. Bây giờ rốt cuộc cũng đã thấy được kết quả. Mảnh vỡ thiên đạo, đúng là mảnh vỡ thiên đạo. Nam nhân mặc kim y nhìn không được ngửa mặt lên trời cười như điên, trời không quên ta, bổn tọa mới là thiên tuyển chi tử của ma tộc, hoàn toàn không cần lục ma đài. Bổn tọa sẽ dẫn đầu hắc sát tộc đánh vỡ tam đại bí cảnh, cứu đại ma thần trong tiên mộ. Đến lúc đó, quay về liên minh tu tiên là chuyện trong tầm tay. Ha 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 ha, người cười khó nghe quá. Lúc này,
một giọng nói lười biếng đột nhiên vang lên. Nam nhân mặc kim y sững sờ quay lại chỗ phát ra âm thanh, quả nhiên nhìn thấy một gương mặt khiến người ta chán ghét, lại là ngươi, ngươi còn chưa chết sao? Hạ Thiên nhếch miệng, khinh thường nói, muốn giết ta ít nhất cũng phải phái cao thủ đến, mấy tên ngu ngốc đó hoàn toàn không phải đối thủ của ta. Thôi được, nam nhân mặc kim y ném đầu Nhiếp Trường Quý qua một bên, đưa tay bắn mảnh vỡ sáng ngời vào trong đỉnh, lơ lửng trên mi tâm Hoàng Y. Chỉ thấy cơ thể Hoàng Y không ngừng tuôn ra linh khí màu xanh, sau đó bị mảnh vỡ sáng ngời kia hấp thu. Cho ngươi một phút, nam nhân mặc kim y ngạo nghễ nhìn Hạ Thiên, một phút sau, mảnh vỡ thiên đạo hoàn toàn thành hình. Đến lúc đó, bổn tọa còn chuyện quan trọng hơn cần làm, không rảnh để ý đến ngươi. Nói xong, ông ta bổ sung một câu, đương nhiên, bây giờ ngươi rời đi, bổn tọa có thể tha mạng chó cho ngươi. Ngươi mới là chó, cả nhà ngươi đều là mạng chó. Hạ Thiên khó chịu nói, ta cho ngươi nửa phút tự sát. Như vậy có thể dứt khoát một chút, không cần chịu tội. Đúng là dõng dạc, nam nhân mặc kim y bỗng nhiên bay lên không, cởi kim y trên người ra, tiện tay quăng giữa không trung. Cái áo đột nhiên dài mấy trăm mét, che khuất cả bầu trời. Tiếp theo, nam nhân mặc kim y đằng không bay lên, đứng lơ lửng bên trên kim y, chỉ vào Hạ Thiên, nói, ngươi dám lên đánh một trận cùng với bổn tọa hay không? Đúng là ngu ngốc, ngươi cho rằng trò hề này có thể dọa được ta. Hạ Thiên lắc đầu, thân hình lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện bên trên kim y, ngươi có chiêu thức gì thì dùng ra, nếu không, ngươi không còn cơ hội nữa. Được, trước ăn một chiêu hắc vân áp thành của bổn tọa. Nam nhân mặc kim y quát lớn một tiếng, nhấc trưởng đánh ra với Hạ Thiên. Một trưởng này, phong vân cuốn lên, cuồng bạo như hổ. Hạ Thiên sừng sững bất động. Giữa ngón tay sáng lên định hải thần châm, thản nhiên chỉ về phía trước, chỉ cái này thôi sao? Ngươi đừng có đắc ý, còn chiêu này nữa. Chiến ý nam nhân mặc kim y dần dần nhiều hơn, cười gằn kim lân mãn thiên, mở. Kim quang hiện lên trong lòng bàn tay, lập tức gọt rũa bầu trời. Một khắc như vậy thật sự có cảm giác mắt trời mọc phía đông chiếu rọi vạn sơn. Giả chính là giả, người có giả bộ giống như thế nào thì cũng là giả. Hạ Thiên lắc đầu, thân hình trong nháy mắt biến mất không thấy đâu, nhưng giọng nói vẫn vang lên trong lỗ tai nam nhân mặc kim y, ánh mặt trời chân chính, ngươi sẽ không chịu nổi đâu. Nam nhân mặc kim y cười lạnh không thôi, đầu ngón tay bắn ra, một luồng kim quang kích xạ ra ngoài, dùng tốc độ cực nhanh đuổi theo Hạ Thiên. Ngươi nói giống như có chuyện như vậy, ngươi có bản lãnh đó sao? Nam nhân mặc kim y vừa nói vừa không ngừng bắn ra. Không bao lâu sau, bên trên kim, mảnh vỡ giống như kim quang, lại giống như mặt trời đầy sao đã nhanh chóng bao phủ Hạ Thiên. Đám kim quang này đều có phụ cốt chi độc, dính vào một hạt, người nhất định sẽ phải chết. Nam nhân mặc kim y cười như điên, Hạ Thiên, một khắc người nhảy lên kim y của ta, người đã thua rồi. Trên đỉnh Hoàng Sơn, những người vốn muốn ngắm mặt trời mọc đột nhiên nhìn thấy trong tầng mây giống như có kim quang xuất hiện, không khỏi kinh hô không thôi. Mọi người nhìn kim quang kìa. Kim quang cái gì? Cái này gọi là Phật quang. Đúng, đúng, đúng. Đây chính là Vân Hải Phật quang trong truyền thuyết. Tại sao nó không được sáng, ngược lại hơi tối? Mặt trời còn chưa mọc mà, chờ mặt trời mọc, đó chính là kim quang lóng lánh. Hình như có hai bóng người. Ngươi hoa mắt rồi, trên mây sao có người được? Chẳng lẽ là thần tiên? Mẹ nó, hình như có người thật. Chờ chút, ta mở điện thoại. Bên trên mây mù, kim y tế nhật. Vô số ánh sáng hình tròn nhanh chóng thoát ra, vô cùng kích động. Nhưng còn có một bóng người còn nhanh hơn so với chúng, nhanh đến mức ngay cả tàn ảnh cũng không nhìn thấy, chỉ có thỉnh thoảng vang lên tiếng nổ mới xác định sự tồn tại của hắn. Hạ Thiên, ta ngược lại muốn xem ngươi có thể chống đỡ đến lúc nào. Nam nhân mặc kim y thấy mình đã sử dụng 8-9 thành thực lực cũng không bắt được Hạ Thiên, trong lòng không khỏi lo lắng không thôi. Mảnh vỡ thiên đạo sắp thành hình, tuyệt đối phải giải quyết Hạ Thiên trước đó. Bằng không, kế hoạch của ông ta sẽ xuất hiện biến số không cách nào nhận thấy, thậm chí rất có thể sẽ thất bại trong gang tấc. Ông ta tuyệt đối không cho phép tình huống đó xuất hiện. Ngươi còn có chiêu thức nào nữa hay không? Hạ Thiên xuất hiện, cười nói, chiêu này của ngươi chơi vui đấy nhưng quá đơn điệu. Hừ,
để ta xem ngươi có thể cười được bao lâu. Nam nhân mặc kim y giận tím mặt, hai tay kết thành một tư thế kỳ quái, chỉ về phía Hạ Thiên, Sơn Nhạc Phong Loan, Giang Hà Hồ Hải, nghe hiệu lệnh của ta. Giết! Hạ Thiên vẫn lạnh nhạt đứng im như cũ. Hắn bỗng nhiên cảm thấy hoa mắt, sau đó thiên địa đảo ngược, cả ngọn Hoàng Sơn xuất hiện trên đỉnh đầu của hắn, hơn nữa còn từng chút một đè ép xuống. Mấy con sông gần đó bắt đầu gợn sóng, như thác nước lao vùn vụt về phía hắn. Cái gì? Hạ Thiên khẽ cau mày, đây không phải huyễn cảnh, nhưng cũng không phải thực cảnh, giống như xen giữa hai bên. Cho nên, một chiêu này không thể chống đỡ một cách vô não, cũng không thể trực tiếp coi nhẹ. Rầm rầm, tâm trí lóe sáng, nước đã từ trên đầu rót xuống. Bành, đỉnh núi cũng đè xuống đầu Hạ Thiên, nặng nề va chạm. Hạ Thiên dường như ngay cả tiếng kêu thảm cũng chưa kịp phát ra, cả người đã bị nghiền ép đến tan xương nát thịt. Phù, nam nhân mặc kim y thở phào nhẹ nhõm, thu lại thuật pháp, cả người sụi lơ trên kim y. Thở hổn hển một hồi, ông ta mới tỉnh hồn, chỉ là cơ thể vẫn còn cảm giác mệt lạ. Cuối cùng cũng giải quyết được một phiền toái, nam nhân mặc kim y thu lại kim y che khuất bầu trời. Lúc này, mặt trời đã mọc. Dương quang phổ chiếu tứ phương, tầng mây chợt phá, ánh bình minh nhuộm khắp nơi, quả thật rất đẹp mắt. Không ít du khách chờ mặt trời mọc giống như đang nằm mộng. Không phải vừa nãy đã có kim quang sao? Tại sao lại có Vân Hải Phật quang lần nữa thế? Hơn nữa, tại sao một chút dấu hiệu mặt trời mọc cũng không có thì mặt trời đã hiện ra? Điều này cũng quá quỷ dị rồi. Vừa rồi còn có hai bóng người loáng thoáng trong biển mây, lúc này cũng không thấy bóng dáng. Nam nhân mặc kim y dường như không có tâm tư phản ứng đám du khách bình thường. Ông ta từng bước quay về cự thạch trên đỉnh núi. Cự thạch giống như một ngọn núi mọc ra ngoài, dốc thẳng đứng, cao hơn những ngọn núi bên cạnh. Du khách bình thường không bò lên đó được, cũng không nhìn thấy được tình hình bên trên. Người đâu, mảnh vỡ thiên đạo của bổn tọa đâu? Sau khi nam nhân mặc kim y trở về, ông ta đột nhiên phát hiện Hoàng Y vừa rồi còn nằm trên đài đã không thấy bóng dáng, ngay cả mảnh vỡ thiên đạo cũng biến mất. Thường nhân khẳng định không lên được chỗ này, cho dù có lên cũng không có khả năng động đậy mảnh vỡ thiên đạo, cũng không thể mang Hoàng Y đi. Chẳng lẽ là Hạ Thiên làm? Nam nhân mặc kim y phỏng đoán, vừa rồi chỉ là kế điệu hổ ly sơn của hắn, cố ý dẫn ta rời đi, sau đó trở về mang người và mảnh vỡ đi. Không, không đúng. Nam nhân mặc kim y nhanh chóng lắc đầu phủ định suy đoán này, Hạ Thiên tuyệt không có đầu óc như vậy. Chẳng lẽ là Nhiếp Tiểu Lý hay là nữ tử tên Ninh Nhụy Nhụy? Vẫn không đúng. Nam nhân mặc kim y một lần nữa lắc đầu, Hạ Thiên rõ ràng lên núi có một mình. Bổn tòa cũng đã bố trí kết giới bên trên phong sơn. Nếu có người đi lên, bổn tòa tuyệt đối không thể không biết. Chẳng lẽ Nhiếp Vân Mộng? Nam nhân mặc kim y lại lắc đầu, không thể nào. Ông ta không có bản lãnh lên được đài, hẳn Nhiếp Côn Bằng làm phản rồi. Bỗng nhiên một giọng nữ nhân vang lên, trong giọng nói còn có ý trêu tức, đừng đoán nữa, vật ở trong tay ta, người thì ta ném xuống dưới chân núi rồi. Nam nhân mặc kim y nghe được giọng nói này, trong lòng lập tức dâng lên sự cảnh giác. Ông ta quay đầu nhìn lại, phát hiện trên đài xuất hiện một mỹ nhân tuyệt thế mặc áo tím. Ngươi là ai? Nam nhân mặc kim y lạnh lùng nhìn nữ nhân không rõ lai lịch trước mắt. Ta là ai? Ngươi không cần biết. Nữ nhân áo tím cười nhạt, nhưng mảnh vỡ kia là vật của trái đất, không thể giao cho ma tộc các ngươi được. Nam nhân mặc kim y hừ lạnh một tiếng, chỉ vào nữ nhân áo tím mắng to, ngươi cũng không phải người trái đất, cần chi phải giả vờ giả vịt. Chồng ta là người trái đất là được, nữ nhân áo tím đáp lại. Nam nhân mặc kim y khinh thường nói, chồng của ngươi là ai? Là người đánh nhau với ngươi vừa rồi, chính là chồng của ta. Nữ nhân áo tím bình tĩnh đáp. Ngươi cũng là nữ nhân của Hạ Thiên. Nam nhân mặc kim y càng thêm cảnh giác, lạnh lùng nói, Hạ Thiên đã bị ta giết, ngươi đến báo thù cho hắn. Nữ nhân áo tím thản nhiên nói, ngươi không giết được hắn đâu. Hơn nữa, ngươi không xứng để ta ra tay. Quả nhiên là nữ nhân của Hạ Thiên, đều cuồng vọng như thế. Nam nhân mặc kim y không khỏi sinh ra coi thường, nếu ngươi dám động vào đồ của bổn tọa, hôm nay ngươi đừng hòng sống sót. Ánh mắt nữ nhân áo tím hiện lên sự lạnh lùng,
ngươi tưởng mình là nhân vật chính à? Nữ nhân áo tím thả ra khí thế của mình, chỉ một khắc đó, một cảm giác chiếm đoạt thiên địa xuất hiện, thậm chí ánh mặt trời cũng yếu đi. Ngươi là độ, không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Nam nhân mặc kim y bị khí thế trước mắt làm giật mình, cơ thể không tự chủ được mà run lên, ở cái nơi bỏ đi này, tại sao lại có độ kiếp kỳ? Cho dù tập hợp toàn bộ linh khí trên tinh cầu này lại cũng chưa chắc có thể sản xuất ra một hợp thể kỳ. Tu vi độ kiếp kỳ của ngươi từ đâu mà có? Tiếp theo, trong đầu ông ta bỗng nhiên hiện lên một suy nghĩ, ta hiểu rồi, ngươi nhất định là tuần giới sứ giả do liên minh tu tiên phái đến, có phải hay không? Nữ nhân áo tím khẽ cười một tiếng, cũng không thừa nhận, cũng không phủ nhận, chỉ thản nhiên nói, ngươi biết rất nhiều đấy. Bổn tọa đương nhiên biết. Nam nhân mặc kim y cũng chỉ nửa tin nửa ngờ suy đoán này của mình, tiếp tục thăm dò, liên minh tu tiên có vô tận tinh vực. Cứ cách ngàn năm sẽ phái tuần giới sứ giả dò xét tất cả tinh cầu. Nếu ngươi là tuần giới sứ giả, lấy đi mảnh vỡ thiên đạo cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Bổn tọa vẫn luôn thu thập thứ này cho liên minh tu tiên. Nói hay lắm, ngươi còn biết thứ gì thì nói ra hết đi. Nữ nhân áo tím truy hỏi. Nam nhân mặc kim y im lặng nửa giây, sau đó nói, bổn tọa, không, ta xuất thân từ ma tộc hắc sát giới. Vạn năm trước, chúng ta bị giáng chức cùng với Phù Diêu tiên tử đến đây. Nhưng người phạm sai lầm là Phù Diêu tiên tử, vì sao ngay cả chúng ta cũng bị biếm chứ? Lục đại ma tộc chúng ta không phục, xin thượng sứ đại nhân hồi báo thượng tầng liên minh, để chúng ta có thể nhanh chóng quay về giới vực ban đầu. Điều này không thuộc quyền quản lý của ta. Nữ nhân áo tím lắc đầu, tuy nhiên, người biết đúng là không ít, còn có tác dụng đối với ta. Nhưng, ta lười một hỏi một đáp lắm, ta tự mình tìm hiểu cũng được. Nói xong, nàng tùy ý khoát tay, một giải tử lăng đột nhiên bay ra. Giải tử lăng trong nháy mắt bao bọc toàn thân nam nhân mặc kim y lại, trói thật chặt. Thượng sứ, ngươi, ý của ngươi là gì? Nam nhân mặc kim y nhất thời kinh ngạc, chờ đến khi ông ta lấy lại tinh thần. Ông ta đã bị trói thành cái bánh chưng. Nữ nhân áo tím lười phản ứng đến ông ta, đưa tay đánh ra một chiêu, tử lăng mang cả người nam nhân mặc kim y đến trước mặt nàng. Tiếp theo, nàng dùng ngón trỏ và ngón giữa cách không điểm vào chỗ cách mi tâm nam nhân mặc kim y nửa tấc. Đây là thuật siêu hồn, ngươi đừng hòng, nam nhân mặc kim y bỗng lấy lại tinh thần, nhưng muốn giãy giụa đã không kịp, rất nhanh kêu thảm, a. Thức hải của ông ta trong nháy mắt bị phá vỡ, vô số ký ức, hình ảnh, giống như thủy triều hiện ra. Đáng tiếc, người biết cũng không nhiều, cũng may cũng được tính là có giá trị. Nữ nhân áo tím giống như kình ngưu hấp thụ, đọc mọi tin tức trong đầu người này. Một lúc lâu sau, nàng mới tìm được thứ mà nàng muốn, lúc này mới ném nam nhân mặc kim y xuống đất. Cả người nam nhân mặc kim y đau đến mức gương mặt vặn vẹo, cơ thể cũng vặn thành tư thế kỳ quái. Giống như gặp phải khủng bố không cách nào hình dung, không thể diễn tả được. Cái gì? Tâm niệm nữ nhân áo tím vừa động, lập tức thu lại tử lăng, trong phút chốc biến mất không thấy. Chiêu thức gì mà dở tệ, đúng là lãng phí thời gian của ta. Một giây sau, giữa không trung xuất hiện một khe nứt, Hạ Thiên khó chịu bước ra, xuất hiện trên bệ đá. Hạ Thiên vừa xuất hiện, đang định đi tìm nam nhân mặc kim y. Kết quả phát hiện ông ta đang nằm trên mặt đất, tư thế rất kỳ quái, ánh mắt còn lưu lại cảm xúc rất kinh khủng. Ngươi xảy ra chuyện gì vậy? Ăn cứt nhiều quá à? Hạ Thiên kỳ quái nhìn ông ta vài lần, lông mày giật giật, tại sao nơi này lại có khí tức của muội muội chân dài nhỉ? Chẳng lẽ nàng đến đây? Trong lúc Hạ Thiên đang khó hiểu, Ninh Nhụy Nhụy bay đến, nhảy lên bệ đá, Hạ Thiên, ngươi không sao chứ? À, tiểu muội chân dài. Tại sao nàng lại xuất hiện ở đây? Hạ Thiên thuận miệng hỏi một câu, sau đó nghi hoặc hỏi, tại sao ta lại hỏi nhỉ? Ninh Nhụy Nhụy lườm hắn một cái, làm sao ta biết ngươi lại hỏi? Ta hiểu rồi, Hạ Thiên trong nháy mắt thông suốt mọi việc, lập tức lắc đầu, vừa rồi muội muội chân dài đã đến đây. Sao? Ninh Nhụy Nhụy vốn cho rằng Hạ Thiên đang hỏi nàng, cho nên không khỏi sững sờ, nhưng rất nhanh đã hiểu ra, ngươi vừa nói là ai đến. Hạ Thiên khoát tay, được rồi, điều này không quan trọng. Muội muội chân dài nhớ ta, cho nên mới lén lút đến thăm ta, nhưng lại sợ ta chậm trễ tu hành, cho nên mới cố ý không gặp ta.
Ta không biết ngươi đang nói cái gì. Ninh Nhụy Nhụy nói, việc sao rồi? Có xử lý tốt không? Tên ngốc kia đang nằm trên mặt đất, trở thành phế vật rồi. Hạ Thiên nhìn nam nhân mặc kim y nằm trên mặt đất, nhưng ta không thấy Hoàng Y đâu. Ngươi nói Hoàng Y, Ninh Nhụy Nhụy nói, vừa rồi ta thấy hắn ta ở trong biệt thự giữa sườn núi. Ta nhìn thấy hắn ta, cho nên ta mới chạy đến đây xem tình huống của ngươi. Hạ Thiên hỏi, là ai đưa hắn ta đến đó nhỉ? Không biết, Ninh Nhụy Nhụy lắc đầu. Được rồi, hơn phân nửa là do muội muội chân dài làm. Hạ Thiên lười biếng ngáp một cái, cũng không tiếp tục hỏi chuyện mảnh vỡ ý chí trái đất nữa. Dạ Ngọc Mị đã đến, nó nhất định đã bị nàng mang đi. Ninh Nhụy Nhụy hỏi, vậy chúng ta phải làm sao bây giờ? Hạ Thiên ôm eo Ninh Nhụy Nhụy, cười nói, không cần làm gì. Chúng ta đã đến đây, tiểu muội chân dài, chúng ta cùng nhau ngắm mặt trời mọc nhé. Mặt trời đã mọc rồi, còn ngắm cái gì nữa? Ninh Nhụy Nhụy lườm hắn một cái, tức giận nói, hơn nữa, ngắm mặt trời mọc còn phải nằm sao? Nằm xuống dễ chịu hơn mà. Hạ Thiên nghiêm túc nói, còn có thể làm một số chuyện thoải mái. Tiểu muội chân dài, nào, để ta dạy nàng một số kiến thức hữu dụng sau này. Ninh Nhụy Nhụy, đi chết đi. Người này xử lý như thế nào? Ninh Nhụy Nhụy liếc nhìn nam nhân mặc kim y đang nằm trên mặt đất, hô hấp không còn, hiển nhiên đã chết. Tiểu muội chân dài, nàng không cần phải để ý đến, tất nhiên sẽ có người đến xử lý. Hạ Thiên thờ ơ nói. Ninh Nhụy Nhụy cũng không lo lắng chuyện này, chỉ thuận miệng hỏi một chút mà thôi. Nàng ở cùng Hạ Thiên lâu như vậy, tất nhiên cũng biết có người trong bóng tối giải quyết hậu quả cho hắn, hơn phân nửa là người của Thiên Đạo Tổ. Hình như vừa rồi ta ngửi được khí tức của muội muội chân dài ở đây. Hạ Thiên đưa mắt nhìn bầu trời, lẩm bẩm, ta phải tìm cơ hội đặt hai nàng cùng một chỗ, so sánh với nhau xem chân ai dài hơn, đẹp hơn. Ngươi nói cái gì? Ninh Nhụy Nhụy hung hăng trừng mắt, ngươi lặp lại lần nữa xem. Hạ Thiên làm ra vẻ ngu ngốc, ta không nói gì cả, tiểu muội chân dài, nàng quá khẩn trương rồi, ngay cả lỗ tai cũng xuất hiện hiện tượng nghe không rõ. Ngươi rõ ràng đang suy nghĩ mấy chuyện loạn thất bát tao. Ninh Nhụy Nhụy không cần đoán cũng biết chuyện mà Hạ Thiên đang nghĩ, tuy nhiên nàng cũng lười truy cứu. Nàng đã thành thói quen rồi, chúng ta xuống núi thôi. Cơ thể em gái tiểu lý dường như xảy ra vấn đề, cần ngươi đến đó xem một chút. Được, vậy thì xuống núi thôi. Hạ Thiên gật đầu, ôm lấy Ninh Nhụy Nhụy từ đỉnh núi nhảy xuống, sau đó biến mất trong biển mây. Đằng xa, tại một ngọn núi nào đó. Dạ Ngọc Mị và Triệu Vũ Cơ đang đứng song song với nhau nhìn tình huống bên kia của Hạ Thiên. Ngươi có nghe hắn nói gì không? Triệu Vũ Cơ trêu chọc. Dạ Ngọc Mị thản nhiên đáp. Nghe được, đúng là một đứa bé không chịu lớn, thứ trong đầu luôn đơn giản như vậy, hoàn toàn đi theo bản năng và dục vọng. Hắn vốn là người như vậy mà, Triệu Vũ Cơ nói, ngươi không phải đã thành thói quen rồi mới đúng chứ? Dạ Ngọc Mị cau mày, ai lại đi thành thói quen với người đòi hỏi vô độ chứ? Ta chỉ muốn hắn bớt giày vò các ngươi mà thôi. Thế ngươi muốn ta cảm ơn ngươi sao? Triệu Vũ Cơ nhìn vẻ mặt kiêu ngạo của Dạ Ngọc Mị. Có chút buồn cười nhưng rất nhanh đã nghiêm túc lại, vật kia chính là mảnh vỡ ý chí trái đất sao. Dạ Ngọc Mị khẽ nhúc nhích hai ngón tay, một mảnh vỡ có kim quang lớn chừng hai ngón tay nổi lên, thứ này ta đã gặp qua trong cổ tạ tông môn, nghe nói người có thể tiêu hóa thứ này chính là thiên tuyển chi tử, cũng là truyền nhân thiên đạo. Mỗi một viên đều rất chân quý, nếu giữ gìn không cẩn thận, nó sẽ biến mất không thấy. Vấn đề như vậy, chúng ta nên làm như thế nào? Triệu Vũ Cơ nghi hoặc hỏi. Dạ Ngọc Mị lắc đầu, cũng không có đầu mối gì, tạm thời còn chưa biết rõ, hơn nữa cũng không biết thứ này có tác dụng phụ gì không, cần chậm rãi nghiên cứu lại. Chúng ta cứ bỏ nó vào cái hộp ở tiểu tiên giới trước. Cũng được, Triệu Vũ Cơ nhẹ gật đầu, lại hỏi, cũng không biết có bao nhiêu mảnh vỡ như thế này nữa. Dạ Ngọc Mị nhớ lại một chút, có chút đau đầu, lúc đó không cẩn thận nên ta đã quên mất. Vẫn nên gửi tin cho Thanh Nhã kiểm tra lại. Không chỉ kiểm tra mà còn phải tìm ra. Triệu Vũ Cơ lập tức bổ sung, nếu trái đất đã có, không có lý gì Tiên Vân Đại Lục lại không có. Ngươi nói đúng, Dạ Ngọc Mị vô cùng tán đồng thuyết pháp của Triệu Vũ Cơ, tuy nhiên, trái đất cũng không thể thư giãn được.
Đám ma tộc ẩn núp hàng ngàn hàng vạn năm, gần đây đã chậm rãi ló mặt ra, hơn phân nửa là vì bí cảnh thiên cung sắp mở ra, không thể không phòng. Triệu Vũ Cơ đề nghị, chúng ta nên thông báo cho Tiên Vân Đại Lục, để bọn họ phái hai người đến hỗ trợ, để phòng vạn nhất. Đúng, Dạ Ngọc Mị lạnh lùng nói, ban đầu, ta cứ tưởng trên trái đất sẽ không có uy hiếp, nghĩ không ra vẫn có không ít thế lực ẩn núp trong bóng tối, thậm chí bản thân trái đất cũng ẩn chứa những thế lực không biết tên. Mặc dù bọn họ còn chưa thể hiện địch ý, nhưng chúng ta cũng không thể không phòng. Chuyện Bách Thiên Lang còn chưa nói cho Hạ Thiên biết, Triệu Vũ Cơ bỗng nhiên nhắc đến một việc, người dự định lúc nào nói cho hắn biết. Dạ Ngọc Mị nói, không vội, chờ xử lý xong bí cảnh thiên cung, ta sẽ đích thân đi xác minh. Nếu có thể tự mình giải quyết, ta không cần làm phiền Hạ Thiên phải ra tay. Có chút nguy hiểm, người không nên tùy tiện hành động. Vũ Cơ, người rõ ràng lo lắng hơi nhiều đấy. Dạ Ngọc Mị không thèm quan tâm, lạnh nhạt nói, ta là tu tiên giả độ kiếp kỳ, cho dù ở đó có cổ quái cũng không làm gì được ta đâu. Triệu Vũ Cơ thầm nghĩ cũng đúng, tu vi độ kiếp kỳ, đừng nói trên trái đất, ngay cả Tiên Vân Đại Lục cũng không thua kém bao nhiêu, có thể nghiền ép chúng sinh. Được rồi, trước thay tiểu tử kia giải quyết hậu quả đi. Dạ Ngọc Mị khoát tay, trong nháy mắt đã xóa sạch cự thạch trên đỉnh núi, cùng với tế đàn và thi thể. Dưới chân Hoàng Sơn, chỗ Nhiếp Trường Quý chôn hai thi thể bỗng nhiên có chút chấn động. Phốc! Tiếp theo, một âm thanh vang lên, bùn đất bị hất tung, lộ ra một cái hố lớn. Một thi thể từ trong cái hố ngồi dậy, phun bùn từ trong miệng ra, mắng to, thù này, bổn tọa ghi nhớ, ả nương môn kia. Sau khi mắng vài câu, trong lòng vẫn còn cảm thấy sợ hãi, thật sự không nghĩ đến tinh cầu rách nát này lại có tu tiên giả độ kiếp kỳ. Chỉ là không biết thật giả như thế nào, hay là có hoa mà không có quả. Tuy nhiên, ta vẫn nên cẩn thận thì hơn. Người này nhảy ra khỏi hố, phủi bùn trên người, cảm nhận sức mạnh của cơ thể này, sau đó bất mãn nói, Nhiếp Trường Quý tìm người nào vậy chứ? Yếu đến muốn mạng, được rồi, dáng sử dụng để quay về, điều dưỡng cơ thể trước rồi hãy nói. Dù sao cũng còn hơn 2 tháng nữa. Vừa mới nói xong, đằng sau lưng người này vang lên tiếng cười lạnh. Ha ha, người không còn 2 tháng đâu, mà chỉ còn 2 giây. Là ai? Người này đột nhiên quay người, nhìn thấy một con khỉ lông vàng đang mỉm cười nhìn ông ta, trong lòng không khỏi run lên, là ngươi. Kim Ti tỉ tỉ nhếch miệng cười, đúng, chính là ta. Người khác đều ở đỉnh núi, ta thì ngửi thấy mùi của ngươi ở chân núi, cho nên ta đã chờ ở đây, quả nhiên có thu hoạch. Ngươi muốn như thế nào? Người này hừ lạnh một tiếng, cho dù bây giờ ngươi ra tay giết chết bổn tọa, cũng chỉ là giết một thi thể đã chết mà thôi, không đả thương được căn bản của bổn tọa đâu. Kim Ti tỉ tỉ lại càng cười vui vẻ hơn, ta chẳng hứng thú giết ngươi, ta chỉ muốn làm một vụ giao dịch với ngươi mà thôi. Giao dịch, người này không khỏi hoang mang, ngươi không phải mồi nhử Hạ Thiên thả ra chứ? Óc ngươi là óc chó sao? Hắn giết ngươi còn cần hao tâm tổn sức à? Kim Ti tỉ tỉ khinh thường mắng. Mặc dù người này không muốn thừa nhận nhưng đúng là có chuyện như vậy, đành phải hỏi, vậy ngươi muốn làm gì? Rất đơn giản, Kim Ti tỉ tỉ hỏi, nếu ngươi đã bắt ta từ khe nứt không gian ra, ngươi hẳn biết ta là ai chứ? Ngươi suy nghĩ nhiều rồi, bổn tọa không biết, gương mặt người này quá cứng ngắc, không thể biểu hiện sự khinh thường, đành phải trừng mắt, lúc đó ta chỉ làm thí nghiệm mà thôi, thật ra các ngươi đều là sản phẩm thất bại. Kim Ti tỉ tỉ hỏi tiếp, nếu lúc đó thành công, ngươi sẽ làm gì? Đương nhiên là dùng để cứu toàn bộ đồng tộc bị vây trong tiên mộ. Người này cũng không giấu giếm, nói thẳng, đến lúc đó, toàn bộ tinh cầu đều nằm trong sự khống chế của ma tộc chúng ta. Chỉ cần luyện hóa vài tỷ sinh linh trên trái đất, quay về liên minh tu tiên là chuyện trong tầm tay. Được, ta muốn chính là cái này. Kim Ti tỉ tỉ gật đầu, ta cảm giác ta hẳn là người của liên minh tu tiên. Chỉ là bị tên ngốc ngươi kéo thần hồn đến đây. Ta có thể giúp ngươi, sau đó các ngươi cần mang ta về liên minh tu tiên. Người này lạnh giọng hỏi, ngươi có thể cung cấp cho chúng ta thứ gì? Đương nhiên là tin tức của Hạ Thiên rồi. Kim Ti tỉ tỉ cười nói, ngươi cũng đã nhìn thấy, đám người Hạ Thiên khá tin tưởng ta. Chỉ cần ta ở bên cạnh bọn họ, nhất cử nhất động của bọn họ đều nằm trong lòng bàn tay của ta. Người này còn hơi nghi ngờ, người có thể gạt được Hạ Thiên sao?
cho nên mới nói các ngươi ngu xuẩn. Kim Ti tỷ tỷ cười nhạt, quan trọng nhất không phải là Hạ Thiên tin tưởng mà là nữ nhân bên cạnh Hạ Thiên tin tưởng. Chỉ cần lấy được sự tin tưởng của các nàng, cho dù Hạ Thiên phát hiện được ý đồ của ta, chỉ cần ta không làm hại nữ nhân của hắn, hắn cũng sẽ không làm gì ta. Người này suy nghĩ một chút, cảm thấy có thể thử một lần. Dù sao cũng không cần ông ta bỏ ra cái giá gì, được, cứ định như vậy đi. Bổn tọa liên lạc với ngươi như thế nào? Ngươi không thể liên hệ ta, chỉ có ta liên hệ ngươi. Kim Ti tỷ tỷ cười nói, còn nữa, các ngươi cũng phải đưa cho ta một phần bí pháp nâng cao tu vi của ma tộc các ngươi. Nếu không, cảnh giới của ta quá thấp, cũng không tiện làm việc. Người kia lạnh lùng nói, chỉ cần ngươi có thể moi được tin tức của Hạ Thiên, những hy sinh này không tính là gì, nhưng ngươi tốt nhất đừng thất bại quá sớm. Yên tâm đi, ta không ngu xuẩn như ngươi đâu. Kim Ti tỷ tỷ thản nhiên nói, hơn nữa, ta cũng chẳng có địch ý với đám người Hạ Thiên. Hắn cũng không để ý đến ta, chỉ cần trong thời khắc mấu chốt làm chút việc nhỏ là được. Hai người tiếp tục thương lượng một số chi tiết, sau đó riêng mình rời đi. Hừ, một con súc sinh lông vàng cũng dám áp chế bổn tọa. Kim Ti tỷ tỷ đi rồi, người kia không khỏi hừ lạnh một tiếng, chờ bổn tọa dưỡng tốt cơ thể, ta sẽ tìm ngươi tính sổ. Nhậm tiên sinh, ta cũng có món nợ cần tính với ngươi. Nhiếp Côn Bằng không biết xuất hiện bên cạnh từ lúc nào, ánh mắt lóe lên sự tức giận. Nhiếp Côn Bằng, ngươi không chết sao? Người kia có chút ngoài ý muốn, Hạ Thiên bỏ qua cho ngươi. Hạ Thiên bỏ qua cho ta là vì tiểu lý. Ánh mắt Nhiếp Côn Bằng nhìn chằm chằm người kia, lạnh giọng nói, nhưng Nhậm tiên sinh, ngươi định dùng lý do gì để ta buông tha cho ngươi? Gương mặt người kia căng lên, có chút tức giận nói, Côn Bằng, ngươi nói gì vậy? Bổn tọa rất xem trọng ngươi, còn dạy ngươi công pháp, giúp ngươi gia tăng cảnh giới, ngươi báo đáp ta như vậy sao? Nhiếp Côn Bằng lắc đầu, xem ra Hạ Thiên nói đúng, ngươi chỉ đang lợi dụng ta, vậy thì ngươi đi chết đi. Ngươi giết ta cũng vô dụng thôi. Người kia hừ lạnh một tiếng, chỉ cần thần thức bất diệt, tìm một cơ thể khác, ta vẫn có thể sống sót. Ta giết không phải là thi thể đã chết, ta giết chính là thần thức của ngươi. Nhiếp Côn Bằng bỗng nhiên ra tay, bắt lấy đầu người này, đầu ngón tay đâm vào mi tâm, cấm hồn thuật này là do ngươi dạy cho ta đó, còn nhớ không? Cái này, không, người kia la hoảng lên, chỉ là lúc này ông ta đã không còn lực phản kháng, thần thức vỡ nát, trong nháy mắt bị Nhiếp Côn Bằng hút mất. Nửa ngày sau, Nhiếp Côn Bằng quăng thi thể đi, gương mặt hiện lên nụ cười, lần này dễ chịu rồi, bổn tọa. Khi Hạ Thiên và Ninh Nhụy Nhụy về đến, biệt thư đã được quét sạch trong ngoài một lần. Tuy nhiên, trong phòng khách có 7-8 lão nhân nằm im không nhúc nhích, mẹ con Nhiếp Tiểu Lý đang chăm sóc cho bọn họ. Về phần Ninh Thụy Thần, hắn ta đang mệt mỏi ngồi một bên, thỉnh thoảng thở hổn hển. Anh rể, mọi người về rồi à? Ninh Thụy Thần u oán nói, nếu còn không về, chúng ta phải mệt chết ở chỗ này rồi. Hạ Thiên khó hiểu hỏi, mọi người xảy ra chuyện gì thế? Mấy người này xuất hiện từ đâu vậy? Từ tầng hầm của biệt thự. Ninh Thụy Thần chỉ Ninh Nhụy Nhụy, giải thích, Nhụy Nhụy tỷ đuổi xuống tầng hầm, ta cũng muốn xuống đó xem tình huống như thế nào, kết quả lạc đường, sau đó. Nói xong, hắn ta chỉ những lão nhân nằm dưới đất, khi ta phát hiện bọn họ đều bị giam trong lồng, nửa sống nửa chết. Bọn họ đều là lão nhân trong tộc, đã từng lần lượt tiến vào hội tộc lão. Nhiếp Tiểu Lý giải thích với Hạ Thiên, nhưng không biết vì sao bọn họ lại bị giam trong tầng hầm nữa. Hạ Thiên nhếch miệng, cái này không cần đoán, nhất định là vì không nghe lời chứ sao. Nhiếp Tiểu Lý lập tức hiểu ra ý trong lời nói của Hạ Thiên. Những người này khẳng định không hợp với ý của gia gia Nhiếp Vân Thiên của nàng, cho nên bọn họ đều bị bắt giam. Tiểu Tảo đâu? Ninh Nhụy Nhụy hỏi. Nhiếp Tiểu Lý đáp, vừa rồi sức khỏe của nó không tốt. Bây giờ đã đi ngủ rồi. Để ta gọi nó thức dậy. Không cần đâu, khi nào nó tỉnh lại, Hạ Thiên sẽ giúp kiểm tra cho nó. Ninh Nhụy Nhụy đề nghị. Đúng vậy, vợ tiếp viên hàng không, nàng cũng không cần gấp như vậy. Hạ Thiên bình tĩnh nhìn Nhiếp Tiểu Lý, cứ để nó ngủ thêm một lát rồi tính. Ninh Thụy Thần thở ra một hơi, nói với Hạ Thiên, này, anh rể, ngươi cũng nên quan tâm ta một chút chứ, châm cho ta một châm. Giúp ta khôi phục nguyên khí. Đi chết đi, Hạ Thiên liếc mắt nhìn hắn ta,
sau đó nhấc chân đạp một cái, đạp hắn ta xuống ghế salon bên cạnh. A, dễ chịu quá. Ninh Thụy Thần ngồi xuống ghế salon mềm mềm, liền nói với Hạ Thiên, ok, cảm ơn anh dễ nhiều. Ninh Nhụy Nhụy cảm thấy ngoài ý muốn nhìn những lão nhân kia, bọn họ đều không có việc gì, tại sao lại nhìn giống như không chết sao? Một lão nhân râu ria xồm xoàm nghiến răng phun ra mấy chữ, chỉ là giọng điệu khá cứng ngắc, lão tiểu tử Nhiếp Vân Thiên muốn hại chết chúng ta, đáng tiếc thủ đoạn còn chưa đủ hung ác, đến bây giờ ta vẫn còn sống. Nhiếp Tiểu Lý nhìn lão nhân kia một chút, phát hiện gương mặt hoàn toàn xa lạ, không khỏi hỏi, ta có thể hỏi một chút ngài là ai được không? Ngươi là ai? Lão nhân ria ngắn từ từ mở mắt, nhìn Nhiếp Mụ Mụ, nữ oa oa ngươi nhìn có chút quen mắt. Nhiếp Mụ Mụ sửng sốt một chút, sau đó nói, ta là vợ của Nhiếp Trường Thắng, Nhiếp Vân Thiên là cha chồng của ta. Ngươi hẳn là người của Trương gia. Lão nhân ria ngắn hừ nhẹ một tiếng, cái năm mà ngươi gả vào, ta tiến vào hội tộc lão, sau đó bị Nhiếp Vân Thiên nhốt lại. À, ta nhớ ra rồi. Ánh mắt Nhiếp Mụ Mụ sáng rực, chỉ vào lão nhân ria ngắn mà nói, ngài chính là Ngũ Thúc. Năm ta gả vào, vừa lúc có một tộc thúc phạm tội, sau đó nói là đã bị bắt bỏ tù, đến bây giờ đã 20 năm. Lão nhân ria ngắn nhịn không được mắng to, lão tiểu tử Nhiếp Vân Thiên cố ý vu oan cho ta. Ta phản đối ông ta lên làm gia chủ, ông ta liền cố ý bôi xấu ta, còn nhốt ta vào địa lao. Đám người bọn họ cũng đều là người họ Nhiếp sao? Nhiếp Tiểu Lý chỉ những người khác, nhẹ giọng hỏi. Lão nhân ria ngắn nhìn Nhiếp Tiểu Lý, dường như có chút bất mãn, nhưng vẫn đáp đúng, bọn họ đều là lão nhân Nhiếp gia, bởi vì phản đối Nhiếp Vân Thiên, cho nên bị đánh gãy tứ chi, nhốt vào trong địa lao. Thật ra không chỉ bọn họ, còn có một số người trẻ tuổi. Ông bổ sung thêm, tuy nhiên, những người trẻ tuổi đó bị nhốt chưa đến 2 năm đã bị mang đi, cũng không biết là mang đến chỗ nào. Hạ Thiên lười biếng nói, hơn phân nửa là đưa xuống dưới đáy Hoàng Sơn, biến thành chất dinh dưỡng cho linh mạch. Này, người đừng nên nói bậy bạ. Lúc này, Hoàng Y mang theo một số thứ tử dưới mật thất đi lên, đám người kia đã bị Nhiếp Vân Thiên đưa đến chỗ khác, ta chưa từng nhìn thấy bọn họ. Ta không nói ngươi, ngươi khẩn trương như vậy làm gì? Hạ Thiên lườm Hoàng Y, bĩu môi nói, tuy nhiên, linh mạch đã không còn trên người ngươi, ngươi chỉ có thể làm người bình thường. Hoàng Y không để ý, làm người bình thường có cái gì mà không tốt. Thế Hoàng Sơn làm sao bây giờ? Nhiếp Tiểu Lý lo lắng hỏi, không có linh mạch, nó có bị tiêu vong hay không? Không đâu, Hoàng Y nói, Sơn Hà Hồ Hải đều có thiên đạo tuần hoàn, cộng thêm ta chưa chết, chân núi vẫn còn, linh khí sẽ chậm rãi được tích lũy. Ninh Nhụy Nhụy nhìn Hạ Thiên, trong kim châm của ngươi không phải còn một nửa linh mạch sao? Nếu không thì đưa cho hắn ta. Vẫn còn, nhưng, Hạ Thiên nói, nhưng trong lúc hắn đang định nói cái gì đó, lại có người trực tiếp ngắt lời hắn. Nhưng hắn đã sớm đồng ý đưa linh mạch cho ta rồi. Kim Ti tỷ tỷ bỗng nhiên từ cửa sổ lầu 2 nhảy vào, hơi bất mãn nói, các ngươi ném ta dưới đáy Hoàng Sơn, có phải các ngươi không đủ nghĩa khí hay không? Hạ Thiên uể oải nhìn khỉ lông vàng, ngươi là ai? Này, nhanh như vậy mà ngươi đã không biết ta là ai? Kim Ti tỷ tỷ mở to mắt, giận dữ nói, ta là Kim Ti tỷ tỷ, ta tên Bùi Cận Tư, chúng ta đã từng gặp nhau ở dưới đáy Hoàng Sơn, bây giờ ngươi còn giả ngu. Ta đồng ý với một con khỉ cái, không phải ngươi. Hạ Thiên nói, Kim Ti tỷ tỷ lại càng thêm bất mãn, ngươi có phải muốn trốn nợ hay không? Được rồi. Bây giờ không phải lúc cãi nhau, Ninh Nhụy Nhụy hơi đau đầu, nàng xoa mi tâm của mình, nói, sự việc còn chưa kết thúc. Nhiếp Vân Thiên chỉ ra ngoài, có thể quay về bất cứ lúc nào. Chúng ta nên nghĩ cách làm sao để kết thúc. Tiểu muội chân dài, cái này không cần phải suy nghĩ, cứ thuận tay xử lý không được sao. Hạ Thiên hờ hững trả lời. Lão nhân ria ngắn nghe Hạ Thiên nói, không khỏi có chút ngạc nhiên, ngươi là ai? Tại sao ngươi dám nói ra những lời đó? Ngươi có biết Nhiếp Vân Thiên là ai không? Thủ đoạn lợi hại như thế nào không? Ngay cả ta cũng thất bại trong tay ông ta, kết cục của các ngươi chỉ sợ còn thảm hại hơn, ta thấy các ngươi nên chạy trốn sớm một chút đi. Ninh Thụy Thần tức giận nói, lão giàu, có phải ngươi bị nhốt trong tầng hầm quá lâu, đầu óc không còn hoạt động được nữa đúng không? Làm càn,
Lão nhân Rier ngắn giận tím mặt, ngươi là chi nào của Nhiếp gia? Ngươi có biết quy củ hay không? Ta là trưởng bối, ngươi dám bất kính với ta? Thật ngại quá, ta không phải họ Nhiếp. Ninh Thụy Thần khinh thường nói, hơn nữa, trưởng bối Nhiếp gia các ngươi đều nát thối hết cả rồi, ngay cả Nhiếp Vân Thiên ta cũng chẳng hứng thú kính trọng chứ đừng nói chi là ngươi. Lúc này, lão nhân Rier ngắn mới khôi phục lại tinh thần, vậy trong số các ngươi ai là người họ Nhiếp? Bây giờ ai là người định đoạt Nhiếp gia? Hạ Thiên lười biếng nói, Nhiếp gia bây giờ do vợ Tiếp Viên Hàng Không của ta định đoạt. Ngươi nói ai? Lão nhân Rier ngắn không hiểu. Nhiếp Tiểu Lý nhất thời không biết giải thích như thế nào, là ta tên Nhiếp Tiểu Lý. Nhiếp Vân Thiên là gia gia của ta, nơi này bây giờ do ta quyết định. Cái này, lẽ nào lại như vậy? Tại sao Nhiếp gia lại để nữ nhân làm đương gia? Lão nhân Rier ngắn giận dữ quát, mặc dù Nhiếp Vân Thiên làm nhiều việc ác, nhưng nói thế nào cũng là nam nhân Nhiếp gia. Nữ nhân đều là tát nước ra ngoài, là tiền hàng bồi thường cho họ khác, làm sao xứng làm gia chủ Nhiếp gia. Ninh Thụy Thần mắng to, lão đầu nhi, xem ra đầu óc của ngươi chẳng những không đủ dùng mà ngươi còn muốn ăn đòn. Ngươi cũng muốn ăn đòn đấy. Hạ Thiên trừng Ninh Thụy Thần một cái. Anh rể, không phải chứ, ta đang nói giúp cho Tiểu Lý mà. Ninh Thụy Thần ủy khuất nói. Ninh Nhụy Nhụy im lặng, những người này rõ ràng bị Nhiếp Vân Thiên nhốt rất nhiều năm, cũng không tán thành Nhiếp Vân Thiên, nhưng so ra, bọn họ lại càng không tán đồng nữ nhân làm đương gia, trong đầu bọn họ chỉ toàn là những tư tưởng phong kiến mà thôi. Về sau, Nhiếp gia sẽ do vợ Tiếp Viên Hàng Không của ta định đoạt. Ai không phục, ta đánh người đó. Hạ Thiên uy hiếp. Cho dù ngươi giết sạch người họ Nhiếp, cũng không có khả năng để một nữ nhân làm chủ. Lão nhân Rier ngắn hiển nhiên cũng là người ngoan cố, lạnh lùng nói, không có người họ Nhiếp nào ủng hộ một nữ oa oa làm đương gia. Ai nói không có, ta ủng hộ. Một lão đạo sĩ ăn mặc lôi thôi đẩy cửa bước vào, lười biếng nói, Nhiếp Vân Mộng ta là người đầu tiên ủng hộ, hơn nữa còn hết sức ủng hộ. Nếu ai không phục, ta là người đầu tiên chơi chết hắn ta. Lão nhân Rier ngắn vốn bị cắt ngang lời nói, đang có chút tức giận, kết quả khi nhìn thấy rõ gương mặt của lão đạo sĩ, không khỏi mở to mắt ngươi là tứ ca. Là ta, lão đạo sĩ thản nhiên nói, ta không nói nhiều, tóm lại, gia chủ Nhiếp gia sau này sẽ là Nhiếp Tiểu Lý. Bây giờ cũng đã đủ số tộc lão, các ngươi cứ bày tỏ thái độ đi. Lão nhân Rier ngắn do dự một chút. Sau đó quay sang nhìn lão đạo sĩ rồi lại nhìn Hạ Thiên và Nhiếp Tiểu Lý, cuối cùng cắn răng nói ta không có ý kiến. Những người khác vừa được cứu, cũng lấy lão nhân Rier ngắn dẫn đầu, tất nhiên cũng không có ý kiến. Được rồi, Tiểu Lý, từ giờ trở đi, ngươi chính là gia chủ Nhiếp gia. Lão đạo sĩ nhìn Nhiếp Tiểu Lý, kiên định nói. Nhiếp Tiểu Lý do dự nói, gia gia còn đang ở bên ngoài, đêm nay và ngày mai ông ấy sẽ trở lại. Dựa theo tộc quy, nếu gia chủ làm việc bất chính, tai họa gia tộc, tộc lão có quyền chọn gia chủ khác. Lão đạo sĩ nói với Nhiếp Tiểu Lý, nếu số phiếu vượt quá 1/2, như vậy không cần phải thông báo cho gia chủ đương thời. Tân gia chủ trực tiếp kế vị, tiếp nhận đại quyền gia tộc. Nhưng nơi này còn chưa đủ phiếu. Nhiếp Mụ Mụ lo lắng hỏi. Hội tộc lão bình thường có 18 người. Lão đạo sĩ mỉm cười, nếu là ngày thường. Nhất định là không đủ phiếu rồi. Dù sao hội tộc lão cũng do lão thất và lão tam nắm giữ. Nhưng lão thất còn chưa về, lão tam chết rồi. Tộc lão nơi này, cộng thêm ta đã 9 người, vượt quá một nửa. Có đủ phiếu hay không cũng không đáng kể. Hạ Thiên lười biếng ngáp một cái, vợ Tiếp Viên Hàng Không đã muốn làm, nhất định sẽ do nàng làm, ai đến cũng vô dụng thôi. Khẩu khí lớn thật, các ngươi coi lão phu chết rồi sao? Một tiếng quát to từ ngoài cửa truyền vào, sau đó là bành một tiếng. Cánh cửa ầm ầm sụp đổ. Lão phu còn sống mà các ngươi đã muốn đoạt quyền, các ngươi cũng xứng. Nhiếp Vân Thiên chắp tay sau lưng, mang theo mười mấy người khí thế hung hăng bước vào. Sau khi Nhiếp Vân Thiên tiến vào biệt thự, mắt hổ liếc nhìn xung quanh, ánh mắt tràn ngập sự phẫn nộ các ngươi rốt cuộc muốn làm gì. Chúng ta muốn làm gì, ngươi nên sớm biết thì mới đúng chứ. Nhiếp Tiểu Lý tuyệt không e ngại, trực tiếp nói thẳng, ta đã sớm nói với ngươi rồi, mà không chỉ một lần. Trước kia, ta muốn ngươi thả ta và người nhà của ta. Đáng tiếc, ngươi chẳng những ngoảnh mặt làm ngơ,
ngược lại còn làm tình huống trầm trọng hơn. Bây giờ, ta muốn một lần nữa nắm giữ vận mệnh của mình, đồng thời giải quyết cục diện hỗn loạn trước mắt, để Nhiếp gia một lần nữa bước vào quỹ đạo. Đúng là khéo mồm khéo miệng, Nhiếp Vân Thiên trừng mắt nhìn Nhiếp Tiểu Lý, ngươi cho rằng ngươi là ai, có tư cách gì mà nói những lời như thế trước mặt lão phu. Lão phu làm như vậy không phải vì tốt cho ngươi, cho người nhà của ngươi sao? Đáng tiếc tiện nhân ngươi chẳng những lấy oán trả ơn, còn dẫn người ngoài đến giết lão phu. Ngươi quả thật là bạch nhãn lang ăn cây táo rào cây sung. Đúng đấy, bạch nhãn lang. Cẩu vật ăn cây táo rào cây sung. Loại tiện nhân này nên đuổi ra ngoài. Nàng ta hoàn toàn không xứng là người họ Nhiếp. Đám người đi theo Nhiếp Vân Thiên giống như nghe được hiệu lệnh, cùng nhau đánh trống gieo hò. Hạ Thiên có chút khó chịu trừng mắt với những người kia, các ngươi muốn ăn đòn đúng không? Nếu không muốn chết, tất cả câm miệng lại cho ta. Còn dám uy hiếp chúng ta, đánh chết hắn đi. Đúng, đánh hắn, chuyện Nhiếp gia không để người ngoài nhúng tay vào. Mọi người cùng nhau xông lên, a, à, lên cái đầu ngươi đấy. Ninh Thụy Thần nghe không nổi nữa, không quan tâm đến toàn thân mỏi mệt, bay lên một cước đạp người to miệng nhất ra ngoài. Lửa giận Nhiếp Vân Thiên càng sâu, ông ta quát lớn, lại còn dám ra tay. Đã như vậy, các ngươi cũng đừng trách lão phu không nói tình nghĩa. Người đâu, mau trói bọn họ lại, nhốt vào địa lao cho ta. Nói đại nghĩa nghe nghiêm túc thế, ta còn tưởng rằng ngươi muốn báo cảnh sát nữa chứ. Ninh Nhụy Nhụy cảm thấy có chút buồn cười, kết quả lượn quanh cả nửa ngày, ngươi vẫn muốn dụng tư hình. Lão phu cho các ngươi 5 phút cân nhắc. Nhiếp Vân Thiên có một thói quen tương đối tốt, đó chính là không thèm nhìn những thứ bất lợi đối với mình, các ngươi cũng đừng nghĩ đến việc chạy trốn. Làm như vậy, kết quả sẽ thảm hại hơn. Các ngươi đừng cho rằng lão phu đang nói đùa. Nhiếp Mụ Mụ biến sắc, không khỏi có chút khẩn trương. Đối với người cha chồng này, bà cảm thấy thật sự sợ hãi, không khỏi kéo Nhiếp Tiểu Lý một chút. Mẹ, mẹ không cần sợ. Nội tâm Nhiếp Tiểu Lý lại khá kiên định. Cũng không vì sự uy hiếp này mà lùi bước, ra ra, chiêu này của ngươi vô hiệu với chúng ta. Trước kia, ta thuận theo không phải vì ta sợ mà là vì ta không muốn mẹ và em gái của ta bị thương tổn. Bây giờ ta đã không còn sợ nữa, ngươi không uy hiếp được ta đâu. Ha ha, Trường Thắng đúng là đã sinh được một đứa con gái ngoan, lại dám thách thức lão phu. Nhiếp Vân Thiên cảm thấy uy nghiêm của mình bị đả kích, giận quá hóa cười, tốt, rất tốt. Đã như vậy, ngươi cũng đừng trách lão phu không niệm tình thân. Nhiếp Tiểu Lý lạnh lùng nói, ngươi cũng chưa từng nói qua tình thân mà, ngươi chỉ dùng tình thân để chiếm lĩnh điểm cao nhất của đạo đức mà thôi. Làm càn, đừng tưởng rằng lão phu không dám giết ngươi. Nhiếp Vân Thiên một lần nữa hét to, cũng đừng khiêu chiến mức độ nhẫn nại của lão phu. Các ngươi chỉ còn hơn 2 phút để cân nhắc. Không cần cân nhắc, Hạ Thiên lười biếng ngáp một cái, nói với Nhiếp Tiểu Lý, vợ tiếp viên hàng không. Nàng đừng ôm hy vọng gì với lão Bạch Si này. Ông ta đã sớm không phải người, cũng không phải gia gia của nàng, không cứu nổi nữa đâu. Nhiếp Tiểu Lý nghe xong, không khỏi sửng sốt. Ninh Nhụy Nhụy nhớ lại chuyện lúc trước, Nhiếp lão thái thái bỗng nhiên hóa thành ánh sáng màu đen, sau đó trốn đi. Nếu lão bà đó không phải người, Nhiếp Vân Thiên hơn phân nửa cũng không phải người. Người muốn bôi đen lão phu, đúng là buồn cười. Nhiếp Vân Thiên cười lạnh không thôi, cao giọng nói, chỉ cần lão phu một ngày còn là gia chủ, các ngươi không lật được trời đâu. Khoan đã, lão thất, ngươi đừng có mà ra lệnh nữa. Lúc này, lão đạo sĩ không nhịn được cắt ngang lời Nhiếp Vân Thiên, bây giờ ngươi đã không còn là gia chủ nữa, Tiểu Lý mới là gia chủ tân nhiệm của Nhiếp gia. Đánh giám, Nhiếp Vân Thiên trừng mắt quát lão đạo sĩ, lão tứ, 4-5 năm trước ngươi đã là phế vật bị đuổi đến vườn trà. Ngươi có tư cách gì mà định đoạt vị trí gia chủ? Lão đạo sĩ lôi thôi khẽ cười, chỉ 8 vị tộc lão được cứu ra đang đứng đằng sau, đương nhiên không chỉ có ta không, nơi này còn có 8 vị tộc lão. Chúng ta dựa theo tộc quy tiến hành bỏ phiếu, ngươi còn dị nghị gì chứ? Đám cẩu vật đó tính là tộc lão gì chứ? Nhiếp Vân Thiên khinh thường nhìn những người kia, mắng to, đều là thứ khốn kiếp không biết tốt xấu, bọn họ vì lợi ích của mình mà bán Nhiếp ra. Sớm bị lão phu khu trục khỏi tộc. Ta không bắt bọn họ bỏ tù là may mắn lắm rồi. Nhiếp Vân Thiên, ngươi mới là cẩu vật đấy. Lão nhân Rier ngắn tức đến mức hai mắt trắng dã,
nghiến răng nghiến lợi, rõ ràng ngươi lén trộn thuốc độc vào lá trà, chúng ta phát hiện được ngươi làm việc ác, tìm ngươi lý luận mới rơi vào bẫy của ngươi, bị ngươi nhốt vào địa lao, hành hạ mấy chục năm. Bây giờ ngươi còn nói như vậy, ngươi có còn là người không? Lão phu không rảnh nói nhảm với các ngươi, chỉ tổ lãng phí nước miếng. Nhiếp Vân Thiên không nhìn những người này nữa, chỉ tay vào Hạ Thiên và Nhiếp Tiểu Lý, hành vi của các ngươi tối hôm qua đã có người phát hiện, gửi tin báo cho ta biết. Bây giờ lão phu cho các ngươi hai lựa chọn, một là bây giờ quỳ xuống sám hối lỗi lầm của các ngươi, sau đó mặc cho lão phu xử trí. Lão phu có thể tha cho các ngươi một mạng. Nói xong, ông ta dựng ngón tay thứ hai lên, thứ hai, dựa theo tộc quy xử lý, nghiêm trị không tha. Lão thất, ngươi nên dừng cương trước bờ vực đi. Lão đạo sĩ thở dài, sau đó nói, người mà ngươi cậy vào đã thất bại. Mặc kệ là linh mạch xích nguyệt dưới đáy Hoàng Sơn hay là hắc thủ sau màn Nhậm Ngự Thiên, tất cả đều đã chết hết rồi. Ngươi nói cái gì? Nhiếp Vân Thiên không biết việc này, mắt mở thật to, nhưng rất nhanh liền chấn định lại, ta hiểu rồi, ngươi nhất định đang nói hưu nói vượt, muốn đảo loạn tâm tư của lão phu. Ta nói cho ngươi biết, làm như vậy không có lợi ích gì đâu. Lão đạo sĩ lắc đầu, thế thì vì sao ngươi còn chấp mê bất ngộ, ngươi không ngại nhìn hắn ta là ai? Nhiếp Vân Thiên thuận theo hướng lão đạo sĩ đã chỉ, đột nhiên phát hiện Hoàng Y đang đứng trong góc, không khỏi kinh ngạc, ngươi, không phải ngươi đang bị trói dưới chân núi sao? Ta nhận ra ngươi, Hoàng Y vô cùng lạnh nhạt, khoảng 50 năm trước, Nhậm Ngự Thiên đã từng mang ngươi đến gặp Xích Nguyệt. Ngươi đã uống Trường Xuân Đan, chính là dùng linh khí trong cơ thể ta luyện chế. Nhiếp Vân Thiên nghe xong, trong lòng kịch chấn nhưng rất nhanh ông ta phát hiện chỗ không ổn, trên người ngươi tại sao không có linh khí lưu động. Cái này, ngươi không cần phải biết, khi Hoàng Y nói lời này, không tự chủ được nhìn Hạ Thiên một cái. Nhiếp Vân Thiên chậm rãi thu liếm lại biểu hiện trên nét mặt, hừ lạnh một tiếng, các ngươi đúng là hảo thủ đoạn, tìm người giả mạo Sơn Thần Hoàng Sơn, thiếu chút nữa bị các ngươi lừa rồi. Hắn ta là hàng thật giá thật đấy. Ninh Nhụy Nhụy thản nhiên nói, chúng ta đã cứu hắn ta từ dưới lòng đất ra. Tiểu muội chân dài, không cần giải thích với ông ta đâu, ông ta sẽ không nghe. Hạ Thiên mỉm cười, nếu thừa nhận, ông ta sẽ không còn thứ gì nữa. Cho nên, đánh chết ông ta cũng sẽ không nhận đâu. Lão đạo sĩ vẫn cố thuyết phục, lão thất, chỉ cần ngươi lạc đường biết quay lại, ta có thể năn nỉ Tiểu Lý. Dù sao ngươi cũng là ông nội của nàng, huyết mạch tương liên. Nàng ấy sẽ không làm gì ngươi. Nhiếp Vân Thiên quả thật có chút do dự. Bây giờ ông ta không chiếm được thượng phong, nhất là bây giờ ông ta còn chưa nhận được tin tức Nhậm Ngự Thiên. Nhiếp Côn Bằng đáp lại, không khỏi cảm thấy kinh hoàng, chẳng lẽ bọn họ chết thật rồi sao? Ra ra, ông không cần lo lắng cho an nguy của mình. Ta không giống ông, Nhiếp Tiểu Lý lên tiếng, chỉ cần ông buông bỏ dã tâm quyền lực, yên ổn an dưỡng tuổi già, ta cam đoan sẽ không có ai bắt ông. Hừ, nói nghe êm tai nhỉ. Nhiếp Vân Thiên hiển nhiên không tin mấy lời hứa hẹn suông này, lão phu mới là gia chủ. Bây giờ là lúc các ngươi nên cầu xin lão phu tha thứ, các ngươi còn một phút. Lão đạo sĩ lắc đầu, trực tiếp từ bỏ, được rồi, ông ta đã chấp mê bất ngộ, nói cái gì cũng vô dụng thôi. Hừ, thời gian đã hết, các ngươi còn chưa đưa ra quyết định, vậy cũng đừng trách ta. Nhiếp Vân Thiên quát lớn với những người ủng hộ mình. Người đâu, bắt hết bọn họ cho ta. Đám người kia lên tiếng đồng ý, phóng tới đám người Hạ Thiên. A. Chỉ tiếc bọn họ còn chưa đến gần, cả người đã bay lên, xếp thành một đống bên ngoài. Chỉ đám người này thôi, một mình ta cũng có thể giải quyết. Ninh Thụy Thần phủi tay, khinh thường nói, lão gia hỏa, còn ai nữa không? Tiểu tử, ngươi muốn chết. Nhiếp Vân Thiên giận tím mặt, thân hình khẽ động. Trong nháy mắt đuổi đến trước mặt Ninh Thụy Thần, dùng tay thành chảo, lập tức nắm chặt cổ họng đối phương. Chỉ cần hơi dùng sức một chút, ông ta có thể bóp cổ đối phương thành hai đoạn. Nhưng còn không đợi ông ta dùng sức, cả người đã chịu một cước. Nhiếp Vân Thiên bay rớt ra ngoài, đụng ngã bức tường mới chịu ngừng lại. Có lời thì nói, có lý thì phải phân rõ phải trái. Ra tay, ngươi không có phần thắng đâu, Ninh Nhụy Nhụy lạnh nhạt nói. Phản Thiên, Nhiếp Vân Thiên cảm thấy nhục nhã vô cùng. Ông ta đường đường là gia chủ Nhiếp gia, lại bị một nữ nhân đá bay,
quả thật là thiên đại nhục nhã, lão phu giết ngươi chết. Nhiếp Vân Thiên dậm chân một cái, đằng không bay lên, giống như diều hâu vồ thỏ nhào về phía Ninh Nhụy Nhụy. Bành! Một tiếng vang thật lớn, Nhiếp Vân Thiên hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra, không khỏi kinh ngạc từ dưới đất bò dậy. Lão thất, đừng lãng phí thời gian nữa. Lão đạo sĩ nói, ta đã nói với ngươi rồi, ngay cả Xích Nguyệt, Côn Bằng, còn có Nhậm Ngự Thiên thua trong tay bọn họ, chút bản lãnh này của ngươi không đáng chú ý, ngươi nên từ bỏ đi. Nhiếp Vân Thiên run rẩy đứng dậy, vừa đang định nói cái gì, kết quả cổ họng ngòn ngọt, há miệng phun ra một ngụm máu. Thôi, tài nghệ lão phu không bằng người. Lần này coi như, Nhiếp Vân Thiên xác thực cảm thấy tình thế không ổn, vẫn nên bảo mệnh quan trọng hơn. Nhưng vừa mới nói được phân nửa, một tiếng cuồng tiếu bỗng nhiên vang lên giữa không trung. Ha ha ha, Nhiếp Vân Thiên, người đúng là nhát gan, bị nữ nhân đánh thành như vậy. Về sau ngươi đừng nói ngươi là bạn của ta nhé. Nhiếp Vân Thiên nghe được tiếng cười kia, mừng như điên, thái độ thay đổi trong chớp mắt, chỉ dựa vào đám rác rưởi các ngươi mà cũng muốn lão phu khuất phục. Vọng tưởng, 5 phút đã hết, lão phu một người cũng không tha thứ. Các ngươi toàn bộ đều chết chắc phốc. Vừa dứt lời, Nhiếp Vân Thiên đã phun máu tươi, ngã xuống đất không dậy nổi. Mọi người không khỏi cảm thấy ngoài ý muốn. Hạ Thiên cười nói, vợ tiếp viên hàng không, ta đã nói rồi, ông ta cứu không nổi đâu. Nàng xem đi, ta nói đâu có sai. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 173.